Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin mời chúng ta quay trở lại trang tài liệu thi viên chức giáo dục. Thì chúng ta có thể vừa rồi do đường truyền nó chưa được tốt nên nó bị gián đoạn. Xin mời các em quay trở lại và để thầy tiếp tục trao đổi thông tin. Xin mời các em. Vâng, thì xin mời. Vâng, chào các bạn. Ngân Nguyễn. Vâng. Và xin mời các em quay trở lại. Và vừa rồi do tín hiệu đường truyền nó chưa được tốt và xin mời các em quay trở lại. Vâng. Vâng, xin mời ạ. Thì như thầy đã trao đổi thì chúng ta đây là buổi livestream lần thứ 9 của thầy trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục. Từ trang này thì lại may mắn được gặp em, các thành viên rồi sau đó trở thành học viên của thầy trong hai lớp riêng, lớp ca trưa và lớp ca tối mà chúng ta duy trì từ tháng 6 đến nay. Rất là vui được gặp và trao đổi với các em về kiến thức luật phục vụ cho kỳ thi. Như thầy trao đổi với các em thì Hà Nội chúng ta đã có giới hạn đề thi, đúng không ạ, dành chung cho ba khối, đúng không ạ, tôi thấy hai văn bản chung cho ba khối đó là luật giáo dục và 2005 và sửa đổi 2009 cũng như luật viên chức 2010. Đồng thời chúng ta thấy mỗi khối thì đều có điều lệ riêng, có điều lệ trường mầm non, rồi điều lệ trường tiểu học và điều lệ trường trung học. Em rõ chưa? Vâng, thì nhân cái buổi livestream này thì thầy cũng muốn dành những phần quà đặc biệt dành cho các em, khi các em dành cho là 100 bạn đầu tiên khi các em tham gia đăng ký và share cái buổi livestream này tới 5-10 bạn của mình thì các em sẽ nhận học bổng 50% của thầy, nghĩa là giá trị học mà cái khóa của thầy là 900.000 thì các em chỉ phải đóng 450.000 thôi. Em sẽ nhận trọn bộ khóa học cũng như là tài liệu cũng như bộ đề của giới hạn của Hà Nội. Ngoài ra thì các em có thể lập nhóm, chúng ta các nhóm này chúng ta thấy từ 2 đến 4 người thì chúng ta sẽ giảm 30%, còn các bạn từ 5 người trở lên thì chúng ta sẽ giảm 50%. Còn trường hợp các bạn mà khó khăn quá thì các em cứ nhắn tin cho thầy, chúng ta có thể giảm hoặc là miễn phí, thầy hoàn toàn miễn phí cho các em. Đấy là chia sẻ với tất cả các em. Và quay lại cái buổi học, và xin mời các em có những câu hỏi, thầy dành 15 phút đầu để các em có những câu hỏi để cho thầy trao đổi, sau đó chúng ta làm cái bộ đề mà thầy đã up lên buổi tối nay cho các em, cả file ảnh khi mà các em dùng điện thoại cũng như file PDF để khi chúng ta dùng máy tính. Và xin mời các em, và cái đề đó thầy xây dựng theo khung của bộ đề theo giới hạn của Hà Nội. Và xin mời các em. Và thì chúng ta có những đầu tiên là chúng ta có. Thầy xin phép mà thầy không quay vào đề nữa, đề nó rất là mờ. Cái này thì mỗi môn học nó có những cái khác nhau và mỗi đặc thù nó khác nhau, luôn luật nó rất là dài. Thầy xin lỗi là thầy không quay được như thế, bạn Lý Trần nhá. Và về thời gian chúng ta không có nhiều, chúng ta tập trung vào các câu hỏi. Nếu mà quay kiểu như thế thì nó mất rất nhiều thời gian. Và được chưa? Và thì chúng ta làm sao học nó hiệu quả nhất có thể. Được chưa? Và xin mời các em. Thì đề thì thầy đã gửi lên rồi, đúng là cả file ảnh thì chúng ta tiện theo dõi bằng điện thoại cũng như file PDF các em có thể tải về máy tính để dành cho cả hai đối tượng nó rất là rõ. Và thì chúng ta thấy mỗi khối thì ba văn bản em ạ, nhưng bản chất thì chúng ta là đều ba khối đều học hai văn bản, nó là học chung, chúng ta thấy là đều là văn đều là gì, luật viên chức 2010 rồi luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009, nó chỉ khác mỗi cái điều lệ thôi. Đấy, chúng ta thấy là như vậy. Vâng, được chưa? Vâng. Thì xin mời các em vào lớp và thầy nhắc lại, nếu mà các em có nhu cầu đăng ký khóa học để kịp ôn, bây giờ chúng ta ôn thôi, ôn luyện đề thì thầy cũng đã hoàn thành xong cái tất cả bộ đề rồi, tất cả trọn gói tất cả để hoàn thiện, vì thầy cũng có những cái thông tin trước liên quan đến các tài liệu như kỳ thi nên thầy đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ các em đăng ký thì chúng ta vào học thẳng vào cái bộ đề luôn, dành cho từng khối, được chưa? Đấy là thông tin trao đổi với các em như thế. Và thì bây giờ quay lại, chúng ta thấy phân biệt để chính phủ các bộ, chúng ta thấy là thẩm quyền chính phủ là cơ quan hành pháp đứng đầu, chúng ta thấy đúng không ạ, đứng đầu chính phủ sẽ là thủ tướng chính phủ và các bộ dưới là các bộ trưởng, đúng không ạ? Các bộ thì bây giờ có bộ trưởng, dưới có bộ trưởng là các thứ trưởng, đúng không ạ? Và sở chính là cơ quan chuyên môn ở các địa phương, ủy ban nhân dân các cấp. Chúng ta thấy bộ máy hành chính nhà nước bắt đầu ở trung ương, người ta là chính phủ rồi. Các bộ chúng ta hiện nay có 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc chính phủ. Chính phủ chính là cơ quan thẩm quyền chung, chỉ đạo điều hành. Rồi bộ chính là các cơ quan về về thẩm quyền riêng. Và thấy bộ nó giáo dục và đào tạo thì chịu trách nhiệm về hoạt động chuyên môn về giáo dục đào tạo. Còn bộ nội vụ là cơ quan chịu trách nhiệm trước chính phủ về quản lý hoạt động quản lý về cán bộ công chức viên chức. Và dưới đó thì chúng ta thấy có những sở ban ngành, sở thì ở tỉnh, phòng thì ở huyện, ở ban ở xã phụ trách về các vấn đề quản lý. Em rõ chưa? Đấy là chia sẻ bạn cỏ mùa thu như thế. Vâng, được chưa? Vâng. Đúng rồi, chỉ khác điều lệ thôi. Làm thế nào để giảm 50%? Bạn Thu Thảo hôm nay khi em đăng ký này luôn, em share cho buổi livestream này tới 5 người bạn của mình
Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là em có thể là tập hợp nhóm của mình từ 5 người trở lên đăng ký khóa học thì cũng được giảm 50%, bạn Nguyễn Thu Thảo nhé. Đó là hai cách. Vâng, thì bạn Thu Thảo bảo chia sẻ và tag, thế là được rồi, thì em nhắn tin vào vào tin nhắn của thầy. Thầy cũng chia sẻ hiện tại thì Facebook của thầy đã quá quá 5.000 bạn rồi, nên như vậy các em không cần phải kết bạn mà các em chỉ nhắn tin là thầy nhận, thầy sẽ trả lời và làm thủ tục cho các em vào lớp, được chưa? Vâng, xin mời các em, có câu hỏi gì nữa không ạ? Và hiện tại về thông tin Bình Định thì thú thật bạn Diệp Nguyễn là thầy cũng chưa có thông tin gì cả, thầy cũng nghe nói là có kế hoạch thôi, chắc có thể họ đang triển khai, khi nào có thông báo cụ thể thì chúng ta thầy sẽ hỗ trợ em nhé. Vâng, thì bạn Nguyễn Sinh thì đăng ký thì sẽ nhắn tin vào Facebook của thầy, được chưa? Chúng ta nhắn tin không cần gửi lời kết bạn vì hiện tại là số lượng bạn bè của thầy đã vượt 5.000 rồi. Vâng, bạn Ngân Nguyễn thể nói lại một lần nữa được không, em chỉ nghe lại cụ thể nói một lần nữa về cái gì, chúng ta phải nói nó có chủ đề một chút, nói về chính phủ hay nói về bộ hay là nói về kỳ thi hay là nói về các luật thì chúng ta nói rõ. Cảm ơn em nói lại rõ phần đó nhá. Vâng, nhanh quá. Vâng, thì ra đây không phải là giảng đâu mà thầy đang trao đổi, đúng không ạ? Ta thấy là các nội dung phần đầu như thầy nói là 15 phút đầu thầy sẽ trao đổi với các em thôi. Em biết là cái live stream này chúng ta nghe và sau đó chúng ta hoàn toàn xong đó thì lưu lại, chúng ta thể nghe lại, chúng ta tiết kiệm thời gian dành cho những phần chính để thầy trao đổi các em về về đề thi, ta làm đề thi em nhá, được chưa? Vâng, xin mời các em. Vâng, cảm ơn Thiều Ngọc Trâm. Tuy nhiên là ra đến thời điểm này thì quá mệt thì phải cố gắng, muốn để đồng hành cùng với các em. Vâng, cái quyết định lúc thì chính phủ, lúc thì nhà nước lúng túng, không phải là quyết định, chúng ta thấy là quy định chứ không phải là quyết định. Chúng ta thấy văn bản, chúng ta thấy là thường thì quy định sẽ là dành cho nhiều chính phủ, nhà nước thì chỉ liên quan đến phổ cập giáo dục thôi, đúng không ạ? Mới hay bảo hộ về các tài sản tài chính của các cơ quan thôi nhá. Thực ra để quy định để gắn với chữ nhà nước thì nó rất ít, đa số cái từ quy định sẽ gắn với chính phủ em nhá. Vâng, lớp trực tiếp thì thầy có dạy, thầy dẫn dạy định kỳ từ tháng 4 giờ ở số 3 Chù Láng, mà trước đây ở số 1 ở Hoàng Đạo Thúy em nhá, số 1 Hoàng Đạo Thúy trước đây, bây giờ thì chuyển về số 3 Chùa Láng, thầy vẫn dạy từ tháng 4 bây giờ, vẫn đều các lớp vào tối thứ 3, thứ 5, thứ 6. Còn lớp đặc biệt họ học thường xuyên từ tháng 5 đến giờ, ngày nào tuần nào học thứ 7 và chủ nhật thì là định kỳ học đến giờ, họ chưa nghỉ ngày buổi nào cả. Thì thầy vẫn dạy, dĩ nhiên là học phí ở trung tâm thì họ sẽ lấy cao hơn. Trước đây thì họ lấy là 150 đến 200, nhưng bây giờ hiện tại là 300.000 một buổi, học 10 buổi tương đương 3 triệu. Đấy thì các em có thể lựa chọn khung giờ học là từ 18 giờ đến 21 giờ. Đấy, các tối thứ 3, thứ 5 và thứ 6 em nhá. Còn cái đấy là lớp bình thường, còn lớp đặc biệt mà thầy dạy từ tháng 5 đến giờ là học vào thứ 7 và chủ nhật. Đấy, định kỳ như vậy vẫn thường xuyên nhá. Được chưa? Vâng, xin mời các em. Tuyên Quang thì chắc là chưa có đâu em ạ, Hà Ninh nhá. Và khi có thì thầy sẽ hỗ trợ. Vâng. Được chưa? Vâng. Đề thì thầy đã gửi rồi, thì thầy muốn dành thời gian đầu 15 phút để trao đổi với các em. Em có cần hỏi thì thông tin về kỳ thi hay là cách học hay như nào đó để thầy là hỗ trợ. Và phần chính phủ thì thầy nói rồi, chính phủ chúng ta thấy là cơ quan chấp hành của Quốc hội, điều hành hoạt động kinh tế xã hội, đúng không ạ? Chính phủ trong bộ phận của chính phủ thì gồm thủ tướng, đứng đầu chính phủ sẽ là thủ tướng, ở dưới là các bộ trưởng, ở dưới các bộ trưởng chính là các thứ trưởng. Thì hiện nay chúng ta chính phủ chúng ta có 18 bộ, đúng không ạ? 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc chính phủ. Và chúng ta chính phủ chính là cơ quan thẩm quyền chung, điều hành chung, chỉ đạo chung. Còn các bộ chính là các cơ quan chuyên môn, phụ trách từng chuyên môn, từng ngành. Chúng ta thấy như Bộ Giáo dục Đào tạo thì liên quan về giáo dục đào tạo, Bộ Nội vụ về quản lý cán bộ, công chức và viên chức. Đúng không ạ? Chúng ta thấy về công thương thì quản lý hàng hóa, sản phẩm. Đấy, chúng ta thấy từng ngành, lĩnh vực, hay là công an, quốc phòng, thì chúng ta thấy từng ngành, lĩnh vực. Thì dưới đây chúng ta thấy đều có những dưới ở tỉnh thì chúng ta thấy có các sở, ban ngành. Đấy thì nó thuộc Ủy ban dân các tỉnh. Rồi nữa là dưới sở đấy chính là các phòng của cấp huyện, nó thấy như phòng giáo dục đào tạo, nó thấy cũng có. Thì đấy là phân cấp như thế nó rất là rõ em nhá. Thì thầy không hiểu được Ngân Nguyễn hỏi về cái này làm gì, có liên quan gì không, em học về hành chính nhà nước hay không. Vì kỳ thi chúng ta đấy chỉ cần hỏi về các luật, các nguyên tắc, các nội dung thôi. Và đấy thì thầy, vì thầy là dân hành chính và tiến sĩ luật quản lý công nên là thầy nắm rất rõ những cái này. Và vâng, danh sách vâng, không có gì cả, sau đó thì em gửi lại cho thầy nhá. Vâng, giúp em bộ đề trắc nghiệm. Giúp thì chúng ta thấy là chúng ta học rồi sẽ, khi em đăng ký vào khoa học thì trắc nghiệm đấy thầy sẽ cung cấp và dạy các em nhá, từng lần lượt.
đúng không ạ? Chúng ta học để phải hiểu vấn đề, được chưa ạ? Các nội dung. Thầy thì không có học thử mà thầy nghĩ bây giờ em vẫn còn tâm lý học thử nữa thì chịu rồi. Bây giờ em đã được nghe này là trực tiếp gặp thầy, thầy trao đổi các nội dung. Bây giờ ngày nào rồi em còn học thử nữa đúng không ạ? Đấy, em thấy tâm lý thầy thấy nhiều bạn bây giờ như thầy nói các bạn người ta học thầy từ tháng 4 bây giờ học đều như bắt chanh. Cái lớp đặc biệt họ học từ tháng 5 đến giờ rồi và bây giờ đến thời điểm này em vẫn hỏi học thử nữa. Người thật việc học này rồi thầy không hiểu các em thế nào nữa. Nhiều bạn bây giờ hỏi thầy xem có kịp hay không. Kịp hay không hỏi câu đấy chúng ta phải nghĩ xem mà. Chúng ta phải quyết tâm kịp hay không do bản thân mình thôi, đúng không? Là rất là có, bây giờ là cuộc thi chúng ta thi thi hay là không thi thôi. Thi thì chúng ta phải có kiến thức thì chúng ta phải như thế nào, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất rõ, đúng không ạ? Vâng, bạn Dung Nguyễn xe rồi thì có thể nhắn tin vào cho thầy nhá. Chia sẻ với các em rất thẳng thắn như thế. Vâng, chúng ta sẽ nói tóm tắt về luật viên chức thì chúng ta thấy rồi ạ. Luật viên chức 2010. Đó là biết là có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều ạ? Chúng ta thấy là luật viên chức 2010 chúng ta phải nắm được là gì? Có 6 chương và 62 điều. Và chúng ta biết là cái luật viên chức này ban hành ngày bao nhiêu, ta phải nắm được có biết ngày bao nhiêu ạ? Ở đây các em nhắn tin cho thầy xem là chúng ta biết luật viên chức ban hành ngày bao nhiêu và có hiệu lực vào ngày bao nhiêu. Xin mời các em. Vâng, chúng ta thử xem kiến thức của các em thế nào. Vâng, xin mời chúng ta nhắn luôn cho thầy là xem luật viên chức là như thầy nói là 6 chương 62 điều rồi nhưng họ ban hành vào ngày bao nhiêu và có hiệu lực vào ngày bao nhiêu. Xin mời các em. Vâng, đúng rồi, số 3 Chùa Láng em nhá. Vâng, thì chia sẻ thế này, về học luật thì chúng ta phải nắm thế nào, nắm về các cái khung của luật theo logic luật. Chúng ta thấy luật thì nó gồm dưới một luật ấy, nó có được Quốc hội ban hành và dưới luật chúng ta thấy nó gồm các chương, trong chương thì có mục, tuy nhiên có mục, có chương có mục, có chương không có mục, và dưới mục sẽ là các điều. Thầy nói ví dụ như là gì, ở chương 1 những quy định chung của luật viên chức, chúng ta thấy nó từ điều 1 đến điều 10 thì cái này nó chỉ có chương thôi chứ không có mục, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Và cái chương 2 thì bắt đầu người ta có hai mục, đó là mục quyền và mục nghĩa vụ. Thì chương 2 này chúng ta thấy nó có 9 điều từ điều 11 đến 19. Trong đó chúng ta thấy có 5 điều nói về quyền và 4 điều nói về nghĩa vụ và một điều nói về những việc viên chức không được làm. Đúng không ạ? Còn ở chương 3 là chương dài nhất, chúng ta thấy là chương 3 có tên là gì? Tuyển dụng và sử dụng. Nó thấy ở đây chúng ta thấy là có 7 mục và 27 điều, đúng không ạ? Đấy, từ điều 20 đến điều 46. Ở chương 4 thì có tên là gì? Là quản lý viên chức, đúng không ạ? Ở đây là có chương 4 là có 4 điều. Và từ điều 47 đến điều 50. Còn chương 5 thì có tên là khen thưởng và xử lý vi phạm. Thì chương này chúng ta thấy có 7 điều, từ điều 51 đến điều 57. Và đặc biệt đây 7 điều này thì chỉ có một điều nói về khen thưởng thôi, đó là điều 51. Còn 6 điều còn lại là nói về xử lý vi phạm và bồi thường bồi hoàn đối với viên chức, đúng không ạ? Và chương 6 là chúng ta thấy là gì ạ? Có tên là điều khoản thi hành thì nó có 5 điều, từ điều 58 đến điều 62, chúng ta thấy rất rõ, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là luật viên chức ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010, đúng không ạ? Và có hiệu lực ngày 1 tháng 1 2012. Được chưa? Chúng ta thấy rất rõ, hiệu lực này sẽ ngày vào đầu năm, được chưa? Vâng, video này sẽ lưu lại, đúng nhá, chúng ta vâng, có thể có một số bạn chưa quen. Vâng, các bạn nào mà share rồi thì các em nhắn tin đăng ký cho thầy, sau khi buổi livestream thì thầy sẽ nhắn và phản hồi lại cho các em, được chưa? Vâng, thầy nhắn lại vì Facebook của thầy hiện quá 5.000 người rồi nên các em không cần đưa ra lời kết bạn, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ nhắn tin trực tiếp cho thầy, được chưa? Vâng. Và đây cũng là học thử rồi, vâng, đấy bạn Thiều Trâm nói rất chuẩn. Vâng, có thế nào thì thầy cũng chia sẻ hết rồi, đúng không ạ? Và thầy cũng đã dạy các bạn ở Quảng Ninh, ở Ninh Bình, Lào Cai, Ninh Bình, Lào Cai đang thi. Quảng Ninh chúng ta biết rồi, các bạn đã thi rồi và đạt kết quả, trong đó có một bạn thủ khoa là do thầy dạy, và các bạn Quảng Ninh học thì thầy đều đỗ cả. Đấy là người thật vượt thật thôi, đúng không ạ? Vâng. Quan điểm thầy là thầy không bán, thầy chỉ dạy khóa học và kết hợp với tài liệu em nhá. Và chúng ta thầy phải có trách nhiệm với kiến thức của mình, với tài liệu của mình nhá. Bận thì thầy còn bận hơn em rất nhiều, còn xác định bây giờ kỳ thi mà chúng ta không dồn tâm trí tâm vào học thì thầy không biết thế nào các em nữa. Còn người ta có những mục tiêu, đúng không? Chúng ta với kỳ thi chúng ta theo nghề, chúng ta phải đam mê với nghề, đúng không? Còn chúng ta có nói những loại kia thì nó rất là khó, đúng không ạ? Chúng ta phải có sự đầu tư nhá. Còn chúng ta bảo bây giờ em học mà không có thời gian thì nó chả ý nghĩa, thì thậm chí là gửi tài liệu cho các em như thế, em có thời gian thì học để các em không có kết quả thì nó chả ý nghĩa, nó lãng phí, thầy nghĩ là như thế. Và được chưa? Và đấy chúng ta đấy, thầy nói sơ qua về luật viên chức như thế được chưa, em thấy được chưa? Vâng, nhưng còn để chi tiết thì chúng ta phải đăng ký khoa học, và chúng ta biết là cả mấy luật như thế nó rất là dài, chúng ta thấy đấy, luật viên chức nó 6 chương
và 62 điều thôi. Còn luật giáo dục chúng ta thấy nó có gồm 9 chương và 120 điều thì nó còn kinh khủng thế nào, chúng ta biết nó rất, đúng không? Ngoài ra thì chúng ta thấy là điều lệ nữa, bây giờ chúng ta học các điều lệ cũng vậy. Đấy, chúng ta thấy là chúng ta phải có thời gian và dành cho để học, học nghiêm túc và chúng ta thực hành qua các cái bộ đề, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy mới việc học nó mới hiệu quả được. Đi thi chúng ta là thi trắc nghiệm, đúng không ạ? Thì các em rõ chưa? Nên luật viên chức thầy trao đổi như thế được chưa? Các em cần cho thầy trao đổi tiếp về tóm lược về luật giáo dục không? Vâng, để chúng ta nắm bắt được nhá. Vâng. Vâng, cảm ơn các bạn đã liệt kê. Đấy, chúng ta thấy, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là luật viên chức là có 6 chương, đúng không ạ? Chương 1 thì có tên là gì? Những quy định chung. Chương 2 thì có tên là tuyển dụng và sử dụng. Chương 3 thì có tên là gì ạ? Chương 2 là quyền và nghĩa vụ viên chức, chương 3 là tuyển dụng sử dụng, chương 4 là quản lý viên chức, chương 5 là khen thưởng xử lý vi phạm và chương 6 là gì? Điều khoản thi hành. Và có 62 điều. Các nội dung chúng ta thấy được chưa? Vâng, thì thầy nói sơ qua tiếp về luật giáo dục. Thì chúng ta nói luật giáo dục này nó có luật giáo dục 2005 và sửa đổi 2009. Thì chúng ta biết luật 2005, luật giáo dục 2005 chính là luật gốc và sau đó đến 2009 họ sửa đổi một số điều thôi. Đúng không ạ? Chúng ta thấy thì luật giáo dục 2005 thì chúng ta thấy được Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ 7 ban hành, thông qua thì vào ngày 14 tháng 6 2005 và có hiệu lực thì ngày 1 tháng 1 2006. Sau đó thì chúng ta biết là gì? Đã sửa đổi luật giáo dục 2005 đã sửa đổi vào năm 2009, được Quốc hội khóa 12 kỳ họp thứ 6 ban hành. Thông qua thì vào ngày 25 tháng 11 2009 và có hiệu lực thì vào ngày 1 tháng 7 2010. Chúng ta thấy kết cấu của chương của luật giáo dục chúng ta thấy là có 9 chương và 120 điều em nhé. Thì ở chương 1 chúng ta thấy có tên là những quy định chung. Những quy định chung thì bao giờ thấy là có những phạm vi điều, chúng ta thấy có phạm vi điều chỉnh, rồi đối tượng áp dụng, rồi những khái niệm nói về mục tiêu giáo dục, nguyên lý giáo dục, đúng không ạ? Chúng ta thấy rồi các cấp bậc học, đúng không ạ? Trong nền giáo dục quốc dân, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy chương 1 này nó có 20 điều, đúng không ạ? Nó có 20 điều. Ở chương 2 thì trao đổi cụ thể về hệ thống giáo dục quốc dân. Thì chúng ta thấy là nói về có 5 mục, đúng không ạ? 27 điều, từ điều 21 đến điều 47. Đấy, trao đổi cụ thể về hệ thống giáo dục dân của giáo dục mầm non, đúng không? Giáo dục phổ thông. Giáo dục phổ thông thì chúng ta thấy là có giáo dục gồm có gì? Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đúng không ạ? Rồi giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học. Đấy, chúng ta thấy 5 mục này gắn 5 cái cơ sở của hệ thống giáo dục dân dân, đó là giáo dục mầm non, đúng không ạ? Giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học. Ở chương 2, đấy là chương 2, đúng không ạ? Còn chương 3 có tên là gì? Nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Thì chúng ta thấy ở đây có 5 mục và gì? 22 điều, từ điều 48 đến điều 59, đúng không ạ? Đấy là chương 3. Ở chương 4 thì có tên là nhà giáo, thì có 3 mục và 13 điều, từ điều 70 đến điều 82. Thấy quy định rất rõ khái niệm về nhà giáo là như thế nào, rồi thỉnh giảng, giáo viên thỉnh giảng như thế nào, rồi quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, rồi các hành vi thì không được làm của nhà giáo. Đấy, chúng ta nắm bắt được. Ở chương 5 thì có tên là người học. Thì chương 5 này có 2 mục, có 10 điều, từ điều 83 đến điều 92. Thì quy định rất rõ khái niệm về người học như thế nào, rồi các quyền của người học như thế nào, nghĩa vụ người học, rồi các hành vi mà người học không được làm, chúng ta nắm bắt được. Ở chương 6 thì chúng ta thấy là gì ạ? Nói về nhà trường, gia đình và xã hội, đúng không ạ? Quy định rất rõ về trách nhiệm của nhà trường, của gia đình và xã hội với giáo dục như thế nào. Đấy, của cha mẹ, người giám hộ, học sinh như thế nào. Thì chúng ta thấy chương 6 nó có 6 điều, từ điều 93 đến điều 98. Ở chương 7 thì có tên là quản lý về giáo dục, nó gồm 4 mục, đúng không ạ, và 15 điều. Ở chương 8 thì có quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm, thì có 5 điều, từ điều 114 đến 118. Và chương 9 là điều khoản thi hành, đúng không ạ, có 2 điều, từ điều 119 đến điều 120. Thì thầy tóm được như thế nội dung của luật giáo dục như thế, các em thấy được chưa? Vâng, để chúng ta nắm bắt được. Chúng ta cũng cần phải học đấy, và cũng phải kỹ. Chúng ta thấy câu hỏi chắc chắn là người ta cho ít này, thầy nghĩ là tưởng là cũng là dễ, nhưng mà chúng ta cũng là sẽ khó, họ sẽ hỏi chi tiết nhỏ nhặt, nên chúng ta cần phải học kỹ, đúng không ạ? Chúng ta thấy được chưa? Vâng, đấy thì thầy đã nói khái quát như thế rồi em nhá, như vậy thôi, thời gian chúng ta không có nhiều. Hôm nay xin lỗi thầy, bạn ý vui thầy không dạy nghị định 101 nhá, đấy là của giới hạn của Lào Cai. Hôm nay thầy tập trung cho các bạn thi ở Hà Nội, được chưa? Vâng, thì thực ra các bạn mà học 101 thì lớp riêng thì thầy đã dạy các bạn Lào Cai và thầy đã soạn xong bộ đề có trắc nghiệm gửi cho các bạn rồi nhá, bạn ý vui nhá. Vâng, chúng ta tập trung. Vâng, được chưa? Vâng, vâng, em đã đăng quả. Vâng, đăng xin xong thì thầy sẽ trả lời. Em biết là thầy cũng rất là bận và hỗ trợ cho các em,
Được chưa? Vâng. Vâng, các bạn có đặt câu hỏi gì nữa không? Để trao đổi như thế được chưa? Vâng, chúng ta nhớ luật gốc là 2005 và sửa đổi là 2009 các nội dung. Được giờ thì các em vào lớp học của thầy nó có đầy đủ các bài giảng đó, còn trong một buổi hôm nay thì thầy không thể nói hết được, đúng không ạ? Chúng ta nắm một cách cơ bản. Để học cách để thi vấn đáp thì là vấn đáp chúng ta thấy là với vấn đáp đây thì chúng ta phải nắm các ý chính, đúng không ạ? Các câu hỏi nó mang tính tự luận nhiều hơn chứ nó không phải là trắc nghiệm, chúng ta thấy đúng không ạ? Thì học cách thi vấn đáp thì chúng ta phải phải viết ra, đúng không ạ? Và chúng ta quan trọng nhất là khi phỏng vấn thì chúng ta phải tạo được cái tâm thái tự tin trước người phỏng vấn, rất là quan trọng. Nhiều khi có thể kiến thức ta nhớ rồi nhưng mà chúng ta vào đó chúng ta run. Đấy, chúng ta phải lưu ý trước đi phỏng vấn là chúng ta đến trước 15 phút rồi nhớ các cái ý chính, đừng học vẹt. Đấy, chúng ta nhớ là như vậy, viết nhiều ra em nhá. Vâng, đang trực tiếp. Vâng. Thì chúng ta thấy vâng. Đấy, thầy chia sẻ các bạn Mỹ Nhàn đấy về cách thi vấn đáp thì chúng ta phải phải có những kiến thức mà chúng ta gạch các ý chính ra. Và quan trọng nhất là đến khi phỏng vấn chúng ta phải tự tin trước người phỏng vấn, nên là quan trọng, đúng không ạ? Đấy là cái chìa khóa. Vâng, cho luật giáo dục với điều lệ, vâng, dễ nhầm, vâng, thì cũng khó, chúng ta thấy là trong những điều lệ đấy nó ẩn vào những cái nội dung rất là có, thậm chí như trình độ chuẩn đào tạo các thứ nó ẩn vào đấy rất nhiều, vâng, thì chúng ta cố gắng nhá, vâng. Cái đấy là không riêng rẽ mà đi là một, bản chất gốc là luật giáo dục 2005, sau đó thì sửa đổi một số điều thôi, em nhá, và một số nội dung thôi, được chưa? Xin lỗi bạn Minh Ngân, thì không thể trao đổi thông cái thông tư 12 thì đây là nói thẳng đến điều lệ trường trung học, đúng không ạ? Chúng ta thấy nếu mà trường học này không tóm được chúng ta thấy là gì, để các em thấy là nó là điều lệ của trường trung học ấy. Trung học đây cụ thể là gì? Đó là trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đúng không ạ? Và trường phổ thông nhiều cấp học thì thông tư số 12 này nó ban hành ngày 28/3/2011 và chúng ta thấy rõ ràng ở cái điều lệ trường trung học này là chúng ta thấy về số chương là chúng ta thấy là có 7 chương và số điều là gì? Có 47 điều. Nó quy định rõ từng nội dung. Đấy, từ chương 1 thì nói về những quy định chung. Đấy, quy định chung đây nó có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, đúng không ạ? Rồi điều 2 nói về vị trí trường trung học trong hệ thống giáo dục dân thì chúng ta phải nhớ các từ khóa đó là gì? Có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu riêng. Rồi chúng ta nắm những nhiệm vụ quyền hạn của trường trung học. Rồi chúng ta nắm được các loại hình trong trường trung học, chúng ta thấy là hiện nay trường trung học thì tổ chức theo loại hai loại hình, đó là trường công lập và trường tư thục, không có trường dân lập. Dân lập chỉ có ở loại hình mộ của trường mầm non thôi. Đấy, chúng ta thấy từ tiểu học và trung học là không có có dân lập. Đấy, tiểu học và trung học chỉ có loại hai mô hình, đó là gì? Là công lập và tư thục. Và chúng ta nhớ công lập thì do cái hỏi do ai thành lập, chúng ta nhớ do nhà nước thành lập. Còn tư thục do ai thành lập? Tư chúng ta nhớ chữ T gắn với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, được chưa? Rồi chúng ta thấy liên quan nắm bắt về tên trường, rồi phân cấp quản lý thành lập, rồi tổ chức hoạt động, rồi nội quy trường học. Đấy là chương 1 có 8 điều. Mọi người hỏi chương 1 có bao nhiêu điều, chúng ta nhớ là có 8 điều. Chương 2 ta thấy nói về tổ chức và quản lý nhà trường thì họ trao đổi đây cụ thể về các điều kiện để họ cho phép thành lập, điều kiện để phép hoạt động giáo dục, ta thấy về cái thẩm quyền cho phép thành lập, đúng không ạ? Đấy, về bên hành chính thì ủy ban, chủ tịch ủy ban nhân dân sẽ liên quan đến thành lập bên hành chính ấy. Như chủ tịch ban nhân cấp huyện sẽ thành lập với các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, rồi chủ tịch ban cấp tỉnh thì sẽ với đối với trường mà trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cơ học mà cao nhất là trung học phổ thông. Còn liên quan đến cho phép hoạt động thì sẽ gắn với cơ quan chuyên môn, đó là trưởng phòng giáo dục đào tạo thì chúng ta thấy gắn với trường trung học cơ sở, và còn với giám đốc sở giáo dục đào tạo thì gắn với trung học phổ thông. Đấy, thì chúng ta nắm những cái nội dung về quy định thẩm quyền như thế. Rồi thời gian để tiếp nhận hồ sơ thì đáp án chung đây chúng ta thấy đều đưa ra là 20 ngày làm việc để tiếp nhận hồ sơ. Rồi quy định về việc sát nhập, đình chỉ hoạt động của giáo trường trung học, đấy là những quy định rất là rõ, đúng không ạ? Rồi giải thể trường trung học họ quy định rất là rõ những cái nội dung về liên quan, rồi quy định về lớp, tổ học sinh, rồi tổ chuyên môn, chúng ta thấy, rồi tổ văn phòng, rồi về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, những tiêu chuẩn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Đấy, như nhiệm kỳ, tôi hỏi nhiệm kỳ của hiệu trưởng là bao nhiêu năm thì chúng ta nhớ đáp án là 5 năm, đúng không? Thì chúng ta nhớ là như vậy, được chưa? Thì thầy đang trao đổi đấy ạ, vâng, thì thầy tóm tắt qua thôi, đúng không ạ? Chúng ta thấy vâng đang ở đề cương của Hà Nội thì chúng ta thấy đúng không ạ, quy định rất là rõ rồi, nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các trường trung học, rồi quy định về hội đồng trường, đấy có bao nhiêu thành viên thì chúng ta nhớ là từ 9 đến 13 thành viên, đúng không ạ? Chúng ta nắm rất là rõ các quy định và các hội đồng khác như hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật, chúng ta nắm bắt được. Rồi các tổ chức đảng, các đoàn thể trong nhà trường, đấy, đấy là chương 2. Thì chương 3 quy định về chương trình và các hoạt động giáo dục,
thì họ quy định về sách giáo khoa, về chương trình giáo dục, về các hoạt động giáo dục trên lớp, rồi hoạt động ngoài giờ, đúng không ạ? Chúng ta thấy năm rất rõ. Rồi hồ sơ sổ sách của nhà trường, rồi việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, đấy, các mức độ, rồi liên quan đến cái việc đánh giá, rồi kết quả học tập chúng ta thấy, rồi giữ gìn phát huy truyền thống nhà trường, đấy là nội dung của chương 3. Ở chương 4 thì quy định về giáo viên, đấy, quy định các nhiệm vụ quyền hạn của giáo viên bộ môn, rồi giáo viên chủ nhiệm, đúng không ạ? Đấy, chúng ta nắm rất là rõ các nội dung, rồi quyền của giáo viên, nghĩa vụ của giáo viên, những việc giáo viên không được làm, rồi trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, những hành vi ngôn ngữ ứng xử, rồi việc khen thưởng xử lý vi phạm đối với giáo viên, đấy là chương 4. Còn ở chương 5 thì nói về quy định về học sinh, nhưng mà quy định về tuổi của học sinh trường trung học chúng ta biết rồi, tuổi học sinh trường trung học chúng ta thấy là tuổi vào lớp 6 thì chúng ta nhớ 11 tuổi, còn tuổi học sinh vào lớp 10 là 15 tuổi, rồi các quy định về học vượt trước tuổi chẳng hạn, đấy, chúng ta thấy họ có những quy định rất là rõ, rồi các quyền nhiệm vụ quyền của học sinh. Đấy, chúng ta nhớ học sinh có 5 nhiệm vụ, rồi quyền họ có, ở đây cũng có 5 nhiệm vụ, rồi các hành vi về ngôn ngữ ứng xử trang phục, rồi các hành vi mà học sinh không được làm, thấy có 5 hành vi không được làm, rồi quy định về khen thưởng kỷ luật, rất là rõ các nội dung liên quan, đó chúng ta thấy là như vậy. Rồi về liên quan đến tài sản của nhà trường, thì chúng ta thấy ở đây là liên quan đến các cái khối công trình của nhà trường, các phòng học, các khối phục vụ, ngồi sân tập, bãi tập. Đấy là liên quan, đó là chương 6. Ở chương 7 thì nói về quan hệ gia đình nhà trường và xã hội, có trách nhiệm của nhà trường, rồi của ban đại diện cha mẹ học sinh, rồi quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Đấy là thầy đã trao đổi qua với các em về điều lệ trung học với 7 chương và 47 điều. Các em nhá, như thế được chưa ạ? Vâng, thì các em đã thấy được chưa? Thầy xin lỗi bạn Trần Nhung là thầy không thể trao đổi nghị định 29. Hôm nay thầy trao đổi dành cho các bạn Hà Nội, đúng không ạ? Tuần trước là thầy đã trao đổi các bạn Lào Cai rồi Linh Bình rồi. Còn em muốn học chi tiết các nội văn bản đó thì em đăng ký lớp học để của thầy, riêng của thầy để trao đổi nhá. Hôm buổi hôm nay thầy cũng vì cái thông báo là thầy cũng đã ghi rất rõ rồi, trao đổi các văn bản nào nếu các em đọc các thông báo, thầy làm gì cũng có kế hoạch và đưa rất rõ, được chưa? Vâng. Thì xin lỗi bạn Trần Nhung, bạn không cần phải nhắn nhiều, tương tự bạn Ngọc Quyền nhá. Thì chúng ta phải đúng đối tượng, đúng không ạ? Thầy đã đưa thông báo rất là rõ rồi, đúng không ạ? Thì mọi người, vâng, cảm ơn bạn Mỹ Nhân. Em vào lớp học có thời gian thì nghe còn chi tiết hơn. Ở đây thì thời gian có hạn nên thầy phải nói nhanh như vậy để chúng ta để đảm bảo quyền lợi của các bạn. Và các em lưu ý là thầy nó có bộ đề học thì ra trong đấy là đề chúng ta học và chữa mà thầy giải đáp theo hướng từ khóa để chúng ta nhớ, thì chắc là chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi chúng ta quay để làm cái bộ đề đó nhá, được chưa? Vâng, để chúng ta nhớ hơn. Vâng, thì chúng ta có cần gì hỗ trợ các em, vâng, chỗ bạn Nguyễn Dương thì cứ, và bạn Thu Thủy Nguyễn thì đăng ký, chúng ta có thể nhắn tin cho thầy nhá, được chưa? Vâng, các em hiểu chưa? Thì bây giờ tiếp là thầy quay đổi ngược lại liên quan đến cái văn bản hợp nhất số 03 liên quan điều lệ trường tiểu học các em nhé. Thì chúng ta sẽ lần lượt trao đổi nhanh thôi và sau đó chúng ta làm cái bộ đề nhé. Thì chúng ta biết cái văn hợp nhất số 03 về điều lệ trường tiểu học, chúng ta thấy ở đây nó có 7 chương, cũng có 7 chương giống như của trung học, nhưng mà điều nó nhiều hơn. Ở đây nó có 50 điều, nhưng còn cái trung học kia chỉ có 47 điều thôi. Thì chúng ta thấy văn bản điều lệ trường tiểu học, chúng ta thấy là có 7 chương và 50 điều. Thì đấy là cái này họ ban hành vào ngày 22 tháng 1, 2014, các em nhá. Và đây văn bản nó hợp nhất từ đâu? Từ cái thông tư số 41, đúng không ạ? Năm 2010, rồi thông tư số 50, 2012. Đấy, chúng ta thấy là hợp nhất, cái văn bản hợp nhất là như thế. Chính là hợp nhất hai cái thông tư 41 và thông tư 50. Chính là gọi là văn bản hợp nhất số 03 là như thế, được chưa? Thì chúng ta thấy ở đây điều lệ trường học thì chúng ta thấy nó gồm các chương. Chương 1 nói về những quy định chung thì bao giờ có phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh, đúng không ạ, dành cho các trường tiểu học rồi, đúng không ạ, các lớp trường hợp học, rồi vị trí trường tiểu học trong hệ thống dân thì bao giờ có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu riêng, rồi các nhiệm vụ quyền hạn của trường tiểu học, người ta hỏi có mấy nhiệm vụ quyền trường hạn của trường tiểu học thì chúng ta nhớ ở đây là có 9 chẳng hạn, rồi chúng ta sẽ nắm bắt được về các loại hình trường, đúng không? Thầy nhắc là tiểu học nó giống như trung học, nó có hai loại hình trường thôi, gọi là công lập và tư thục chứ không có dân lập. Đấy, và chúng ta nhớ tiểu học công lập thì do nhà nước thành lập, còn tiểu học tư thục thì do các tổ chức xã hội nghề nghiệp thành lập. Đấy, chúng ta có các lớp, rồi quy định về tên biển trường, rồi về phân cấp quản lý, rồi tổ chức hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, rồi tổ chức hoạt động cho các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học. Đấy là nội dung chương 1, thì chúng ta thấy có 8 điều. Cái 8 điều đó rất giống với điều lệ của trung học em nhá. Chúng ta đi vào chương 2, nói sơ qua về chương 2 nói về tổ chức và quản lý nhà trường.
họ quy định về các điều kiện thành lập trường tiểu học và điều kiện cho phép hoạt động. Đấy, thì các điều kiện về đề án thành lập này, rồi các điều kiện về cho phép hoạt động giáo dục như có quyết định thành lập trường, rồi địa điểm, rồi đất đai, có tài liệu giảng dạy, rồi có đội ngũ nhà giáo, họ quy định rất rõ. Rồi cũng liên quan đến thẩm quyền thành lập các cho phép thành lập để gắn với chủ tịch ủy ban nhân cấp huyện, rồi chủ tịch, rồi trưởng phòng giáo dục đào tạo, đấy là hai người này đó, chúng ta thấy được chưa? Rồi liên quan hồ sơ trình tự thủ tục thành lập, đúng không ạ? Cũng như là gì ạ? Sát nhập chia tách các trường tiểu học nó có những điều kiện như thế nào, rồi đình chỉ hoạt động giáo dục tiểu học như thế nào, nó có các trường hợp rất là cụ thể, rồi quy định về giải thể trường tiểu học, rồi hồ sơ đình chỉ hoạt động, sát nhập chia tách, giải thể trường tiểu học, và liên quan đến thẩm quyền cũng như điều kiện trình tự thủ tục đăng ký thành lập các cơ sở giáo dục khác đó, thì chúng ta thấy rồi quy định về lớp học, tổ học sinh, lớp khối lớp học, điểm trường, chúng ta thấy rất là rõ. Tôi đã nói là mỗi lớp học là giá không quá 30 năm học sinh chẳng hạn, đấy chúng ta nhớ những câu, rồi quy định về tổ chuyên môn, ta nắm được các nhiệm vụ của tổ chuyên môn, đấy nó có 3 nhiệm vụ chẳng hạn, rồi tổ văn phòng, đấy quy định về sinh hoạt ít nhất là gì, định kỳ 2 tuần một lần chẳng hạn, những câu hỏi kiểu như thế, rồi trao đổi về hiệu trưởng, chúng ta thấy đúng không ạ? Thì hiệu như bà nhiệm trị của hiệu trưởng cũng là 5 năm, chúng ta thấy rất giống với trung học thôi, cũng như tầm mầm non thôi. Đấy rồi nhiệm vụ quyền hạn quy định từng phần rồi của hiệu trưởng, của phó hiệu trưởng. Rồi có thêm về tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong, rồi hội đồng trường, đấy những cái quy định về hội đồng trường, đấy nó rất là rõ, rất là rộng, chúng ta thấy, rồi hội đồng thi đua khen thưởng và hội đồng tư vấn. Ở đây tôi thấy tiểu học thì chúng ta không có hội đồng đồng kỷ luật, chỉ có trung học bắt đầu chúng ta mới có gì ạ, hội đồng kỷ luật các em nhá. Vâng, thầy làm gì cũng có kế hoạch bằng một xu kêu kẹt ạ. Vâng, chúng tôi thấy là nó sẽ tràn ngay, các em biết là thầy ngoài giảng dạy ra, thầy làm tư vấn luật cho các tập đoàn nước ngoài của Singapore, và là họ làm việc rất là chuyên nghiệp cũng như là tham gia giảng dạy, nên nó rất là kín, không có lịch như thế thì chắc là trùng hết, và tất cả mọi gì thầy thông báo trước cho các em cả. Và bộ đề thầy đã có rồi nhá, thầy Bạch Khánh Thư nhá, thầy đã gửi lên lớp rồi từ buổi tối rồi, cả file ảnh dành cho các bạn, thầy đấy luôn tính là sao hiệu quả nhất cho các em, có thể file ảnh dành cho các em dùng điện thoại, còn file PDF các em dùng máy tính, tối ưu nhất có thể. Và bạn Trần Thị Phương đăng ký thì em cứ nhắn tin vào cái Facebook của thầy nhá, được chưa? Một tí nữa thầy sẽ, bạn Hà Lắc Kỳ thầy sẽ nói qua về điều lệ trường mầm non, được chưa? Bây giờ thầy nói nốt về trường tiểu học nhá. Thế thầy nhắc lại thì các em có mong muốn đăng ký khóa học thì hôm nay thầy ưu đãi rất đặc biệt trong buổi live stream này, thì các em nghe buổi live stream và share buổi live stream này tới 5 người bạn của mình thì chúng ta sẽ hưởng ưu đãi gói học bổng 450k, toàn bộ khóa học, toàn bộ đề thi và đáp án của giới hạn của Hà Nội. Nay thầy nói tập trung cho Hà Nội, các em rõ chưa? Và còn trường hợp nữa mà các em bạn bè mà sau nghe mà chưa chúng ta tham gia buổi live stream này hoặc là không share được thì chúng ta có thể lập nhóm từ 5 bạn trở lên thì chúng ta cũng giảm học phí 50%, hoặc là có từ 2 đến 4 bạn thì chúng ta cũng giảm là gì 30%. Còn trường hợp các bạn thầy nhắc lại, trường hợp các bạn khó khăn thì cứ nhắn tin cho thầy, có thể xin giảm hoặc là miễn phí, thầy luôn tạo điều kiện tối đa cho các em nhé. Đấy, thì trao đổi rất là thẳng thắn với các em, được chưa? Vâng, thì các em lắng nghe. Quay lại là thầy đang trao đổi tiếp về cái điều lệ trường tiểu học, chúng ta thấy các quy định đấy là chương 2. Ở chương 3 thì nó quy định cũng form giống với điều lệ trường trung học thôi, chương trình giáo dục hoạt động thì họ cũng có chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, đúng không ạ? Rồi sách giáo khoa, hoạt động giáo dục, định có giáo dục hoạt động giáo dục trên lớp và gì hoạt động giáo dục ngoài giờ, rồi liên quan các hồ sơ phục vụ giáo dục nhà trường, đấy nó form chung khá giống nhau. Rồi việc đánh giá xếp loại học sinh cũng như là giữ gìn phát huy truyền thống gia đình, truyền thống nhà trường, đúng không ạ? Và chúng ta thấy đây là chương 3. Ở chương 4 thì quy định về giáo viên, cái khái niệm về giáo viên như thế nào, đúng không ạ? Giảng dạy ở trường tiểu học, rồi nhiệm vụ của giáo viên nó có mấy nhiệm vụ, chúng ta thấy ở đây là với giáo viên tiểu học chúng ta lại có 6 nhiệm vụ, đúng không ạ? Còn quyền của giáo viên, quyền giáo viên thì có 5 quyền. Rồi quy định về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học, chúng ta thấy rồi, trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học nó có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cái này nó bằng với gì giáo viên mầm non. Còn giáo viên tôi thấy rất là rõ, còn với trung học cơ sở thì chúng ta có bằng cao đẳng hoặc là bằng cao đẳng sư phạm hoặc là cao đẳng có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Còn đối với mà gì giáo viên dạy trung học phổ thông thì thấy có bằng đại học sư phạm hoặc là có bằng đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, nó quy định rất rõ. Còn dĩ nhiên sắp tới chúng thấy luật giáo dục 2019 và có hiệu lực ngày 1/1/2020 nó thay đổi một chút, chúng ta thấy giáo viên trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học sẽ là từ đại học trở lên, bằng đại học hoặc có bằng đại học, đúng không ạ? Đấy là những thay đổi. Rồi quy định về hành vi ngôn ngữ ứng xử trang phục của giáo viên tiểu học cũng như các hành vi giáo viên tiểu học không được làm, nó thấy là có 6
6 hành vi mà giáo viên tiểu học không được làm, đúng không? Như xúc phạm danh dự, xuyên tạc nội dung, rồi cố ý đánh giá sai kết quả, ép buộc học sinh để thu tiền, rồi uống rượu bia bỏ giờ. Đấy, cũng có quy định về khen thưởng xử lý vi phạm. Đấy là chương 4. Ở chương 5 thì quy định về học sinh, quy định về tuổi học sinh. Chúng ta thấy tuổi học sinh tiểu học là từ 6 đến 14 tuổi. Chúng ta thấy ngoài ra có những quy định cho trường hợp mà học muộn hơn hay học sớm hơn, đúng không ạ? Đấy, rồi quy định về quyền, ta thấy quy định về việc chuyển trường. Cái văn bản hợp nhất mới là họ thêm cái điều 40A em nhá, về quy định về về học sinh chuyển trường. Đấy, có thêm cái phần 40A là quy định về chuyển trường. Rồi nhiệm vụ học của học sinh, rồi quyền học sinh. Học sinh thì có 5 nhiệm vụ và có 6 quyền, 5 nhiệm vụ và 6 quyền. Rồi quy định về các hành vi học sinh không được làm. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Như vô lễ này, gian dối trong học tập này, gây rối trật tự an ninh này, rồi quy định về khen thưởng, xử lý kỷ luật. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Còn chương 6 nói về tài sản nhà trường. Đấy, thì có quy định về trường học, các khối trường học, diện tích của các phòng, ốc, chúng ta thấy rất là rõ. Rồi quy định về bàn ghế, thư viện, thiết bị giáo dục. Còn chương 7 quy định về nhà trường, gia đình và xã hội, chúng ta thấy là quy định về ban đại diện cha mẹ học sinh, rồi quan hệ giữa nhà đình, nhà trường và xã hội. Đấy là tòa chúng ta thấy rất là rõ. Rồi đây chúng ta thấy là với văn bản hợp nhất số 03 quy định về ban hành về điều lệ trường tiểu học, chúng ta thấy nó có 7 điều và 7 chương và 40 điều, được chưa? Vâng. Tất cả thì mọi cái này thầy đã đăng trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục này rồi. Chúng ta thấy để trường hợp là tìm các thông tin của thầy ấy, thì chúng ta có thể nháy vào tab là thầy Đoàn dạy luật, chúng ta thấy rất rõ, đúng không? Thì nó sẽ ra hàng loạt các bài của thầy. Và chúng ta thấy muốn lấy các tài liệu của thầy, chúng ta thấy nháy từ chữ file đúng không? Bên tay trái màn hình ấy, đặc biệt dùng máy tính thì rất là dễ, thì nó sẽ thấy hàng loạt các file và đa số trong file của thầy. Tương tự nghe các bài giảng của thầy, chúng ta nháy vào chữ video ở bên trái màn hình là ra hàng loạt. Chúng ta thấy là đa số các video up lên là đa số là của thầy là chính trong trang tài liệu này. Đó thì chúng ta thấy được chưa? Vâng, bạn Ngọc Hà nói chữa đề, đúng không? Nhưng mà để thầy nói nốt về liên quan đến mầm non xong thì thầy chúng ta sẽ chữa đề. Và đề như thầy nhắc lại là một đề thầy đã up lên cho thấy có cả file ảnh dành cho các bạn dùng điện thoại và file PDF để bạn dùng máy tính. Thầy trao đổi nhanh liên quan điều lệ trường mầm non nhá. Sau đó chúng ta quay lại làm bộ đề, được chưa? Thì thấy là cái điều lệ trường mầm non thì ban hành theo văn bản hợp nhất số 04 ban hành ngày 24 tháng 12 2015, đúng ngày Noel. Chúng ta thấy thì thấy ở cấu trúc ở đây với số chương số điều chúng ta cần phải nắm đầu tiên, thì chúng ta thấy ở đây là ở cái điều lệ trường mầm non nó có 7 chương và 47 điều, rất giống với 48 điều, đúng không ạ? Điều lệ trường non là có 7 chương và 48 điều. Còn điều lệ trường gì ạ? Trường tiểu học thì có 7 chương và 50 điều. Còn điều lệ trường trung học thì có 7 chương và 47 điều. Đấy, ta nhớ tuần tự. Điều lệ trường gì? Mầm non thì có 7 chương và 48 điều. Điều lệ trường tiểu học thì có 7 chương và 50 điều. Còn điều lệ trường trung học thì có 7 chương và 47 điều. Thì thầy sẽ đi trao đổi nhanh qua sơ lược cái điều lệ trường mầm non cho các em. Thì chương 1 tôi thấy là bao giờ là những quy định chung, cái form chung, nó có đối tượng phạm vi điều chỉnh, đúng không ạ? Những quy định về trường mầm non rồi, đối tượng áp dụng các trường mầm non và các tổ chức cá nhân hoạt động giáo dục mầm non. Và nữa là liên quan đến cái nhiệm vụ quyền hạn của trường mầm non, thì chúng ta thấy ở đây có 9 nhiệm vụ quyền hạn của trường mầm non. Rồi các loại hình trường mầm non, chúng ta thấy trường mầm non có 3 loại hình, đó là gì? Công lập, tư thục và dân lập. Nó khác với tiểu học với trung học là chỉ có 2 loại hình thôi, đó là công lập và tư thục. Nhưng với mầm non chúng ta thêm dân lập. Đấy, công lập thì thầy nhắc rồi là do nhà nước thành lập, đúng không ạ? Còn tư thục thì do tổ chức cá nhân, tổ chức kinh tế xã hội thành lập. Còn dân lập thì chúng ta thấy do cộng đồng dân cư thành lập. Dân lập thì chúng ta từ dân cư đi với nhau, được chưa ạ? Nữa là liên quan quy định về phân cấp quản lý nhà nước thì gắn với ủy ban dân cấp huyện, rồi ủy ban xã phường, rồi phòng giáo dục. Quy định về tổ chức cho nhà trẻ, nhóm trẻ mẫu giáo, lớp hòa nhập trẻ khuyết tật, thì đây chúng ta thấy ở chương 1 này với điều lệ trường mầm non chúng ta có 5 điều em nhá. Còn ở chương 2 chúng ta thấy quy định về vị trí tổ chức quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ. Thì đầu tiên nó nói về vị trí của trường mầm non, chúng ta thấy bao giờ cũng có ba cái quan trọng, đó là tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, rồi quy định về tên trường, nhà trường, rồi điều kiện thành lập của các nhà trẻ, cho phép hoạt động thì bao giờ có đề án thành lập, rồi các quyết định cho thấy rất là rõ, rồi nguồn lực đấy như vậy. Rồi thẩm quyền cho phép thành lập, thu hồi giấy phép thì luôn gắn với chủ tịch ban cấp huyện, rồi trưởng phòng giáo dục ở đây. Rồi chúng ta thấy hồ sơ trình tự thủ tục thành lập rất là rõ, các rồi thời gian quy định nhận hồ sơ trả lời,
ta nhớ trong nhớ 20 ngày và thời gian tiếp nhận ý kiến thẩm định thì 15 ngày. Đấy, những quy định về thời gian mốc rất là rõ. Cái này thầy đã soạn chi tiết trong bộ đề rồi thì chúng ta đỡ phải nhìn những văn bản này nó dối nhá. Các em yên tâm là như vậy thầy sẽ hỗ trợ tối đa cho các em có thể những cái bộ đề để hỗ trợ các em. Thì chúng ta nhớ là như thế nhá. Vâng thì các em nhớ chưa? Vâng. Về luật quy định về sát nhập chia tách đình chỉ hoạt động giáo dục giải thể trường. Ta thấy quy định rất là rõ, rất chi tiết thì thầy đã soạn rất là tỉ mỉ cho các em từng nội dung, rồi điều kiện thành lập, thủ tục thành lập nhóm trẻ cũng như là liên quan đến các cái hoạt động về nhóm trẻ mẫu giáo, về cái thời gian chúng ta thấy nhóm trẻ về số tối đa mà trong một nhóm trẻ được quy định, chúng ta thấy đối với trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành nhóm trẻ thì dụ nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng thì có bao nhiêu trẻ, là nhớ là 15 trẻ chẳng hạn, hay nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng là có 20 trẻ chẳng hạn, hay nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng có 25 trẻ chẳng hạn. Rồi lớp mẫu giáo cũng vậy, họ quy định số trẻ tối đa trong một lớp. Đấy, những quy định rất là rõ thì thầy đã biên soạn các nội dung này. Quy định về tổ chuyên môn, rồi tổ văn phòng, hiệu trưởng cũng vậy, quy định về quyền hạn của hiệu trưởng, trình độ chuẩn của hiệu trưởng cũng như là phó hiệu trưởng. Đấy, rồi nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, rồi quy định về hội đồng trường, chúng ta thấy các thành viên, các thủ tục thành lập, rồi các hội đồng thi đua khen thưởng và tư vấn. Đấy, chúng ta thấy với nhắc lại với các em là gì, mầm non với tiểu học là không có hội đồng kỷ luật mà chỉ có hội đồng thi đua khen thưởng và hội đồng tư vấn. Còn đối với trung học thì chúng ta thấy là sẽ có hội đồng thi đua khen thưởng, có hội đồng kỷ luật và hội đồng tư vấn. Đây là sự khác nhau trung học ta, và nên có sự liên hệ như thế thì nó dễ nhớ. Và quy định chung ở đây đều có tổ chức đảng trong đoàn trong nhà trường, rồi quy định về quản lý tài sản. Đây là nội dung của chương 2. Ở chương 3 thì họ quy định về chương trình rồi các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em, đúng không ạ? Đấy, quy định về chương trình thiết bị đồ dùng đồ chơi, rồi hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em, rồi hệ thống sổ sách hồ sơ và đánh giá kết quả chăm sóc. Đấy nội dung của chương 3. Ở chương 4 thì chúng ta thấy quy định về tài sản trường mầm non, trường mẫu giáo, thì chúng ta thấy quy định về nhà trường, nhà trẻ như thế nào, về cơ sở vật chất, phòng ốc rất rõ, rồi phòng nuôi dưỡng chăm sóc trẻ, rồi phòng vệ sinh, nhà bếp, chúng ta thấy quy định diện tích bao nhiêu có hết, đúng không ạ? Rồi yêu cầu về thiết bị đồ dùng đồ chơi, rồi yêu cầu quy định về từng tài sản trang thiết bị từng nhóm trẻ, đúng không ạ? Rồi trang thiết bị đối với lớp mẫu giáo, đấy là nội dung của chương 4. Còn nội dung chương 5 là quy định về giáo viên và nhân viên, thì chúng ta nắm được ở đây chúng ta thấy là có 6 nhiệm vụ của giáo viên, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy ở đây có 6 nhiệm vụ của nhân viên, rồi chúng ta thấy nữa là có 5 quyền của nhân viên, và chúng thấy quy định về trình độ chuẩn của giáo viên, nhân viên với trình độ chuẩn đào tạo giáo viên mầm non ta biết rồi, nó giống như giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp sư phạm mầm non, đúng không ạ? Trình độ trung cấp sư phạm thôi, đúng không ạ? Sắp tới thì 2019 chúng ta thấy với giáo viên mầm non sẽ là trình độ cao đẳng. Rồi quy định về hành vi, ngôn ngữ, ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên, rồi các hành vi giáo viên, nhân viên không được làm, đúng không ạ? Rồi việc khen thưởng, xử lý vi phạm, đấy là chương 5. Chương 6 thì quy định cụ thể về trẻ em, nói về tuổi của sức khỏe của trẻ em. Đây với trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi sẽ được nhận vào nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp trẻ mẫu giáo độc lập. Và chúng ta nhớ là không tiếp nhận trẻ đang mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh bẩm sinh. Đấy, chúng ta thấy về quyền trẻ em, chúng ta thấy là đây có 5 cái quyền của trẻ em. Rồi chúng ta có 4 nhiệm vụ của trẻ em. Rồi chúng ta thấy quy định về khen thưởng, nhắc nhở. Đấy là nội dung của chương 6 về trẻ em. Ở chương 7, chương cuối cùng của điều lệ trường mầm non thì quy định về quan hệ giữa trường mầm non, trường mẫu giáo với gia đình và xã hội. Thì nó quy định rất rõ về trách nhiệm nhà trường, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, đúng không ạ? Rồi trách nhiệm của gia đình, rồi trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh. Như vậy chúng ta thấy tóm lại ở đây điều lệ mầm non là có 7 chương và 48 điều, đúng không ạ? Và tất như vậy là thầy đã trao đổi sơ lược qua với các em nhá. Các em về các văn bản cho phục vụ cho kỳ thi của Hà Nội chúng ta thấy rồi, thành cho 3 khối thì đều có 2 văn bản chung, đó là luật viên chức 2010 có 6 chương và 62 điều, luật giáo dục 2005 và sửa đổi 2009 có 9 chương 120 điều. Đồng thời mỗi khối thi riêng chúng ta có điều lệ riêng, chúng ta có văn bản hợp nhất số 04 về điều lệ trường mầm non, văn bản hợp nhất số 03 đúng không ạ, về điều lệ trường tiểu học, và thông tư số 12 quy định ban hành về điều lệ trường trung học, chúng ta thấy được chưa? Vâng, thầy đã gửi đính kèm lên rồi bạn Hương nhá. Vâng, có file PDF đây đúng không ạ, lúc khoảng 8 giờ đấy ạ. Vâng, được chưa? Có đầy đủ hết rồi. Thì các em để lấy được thì thầy nhắc lại là chúng ta có thể nháy vào chữ file ở bên trái màn hình, các em dùng điện thoại chắc nó sẽ khó hơn, chúng ta dùng máy tính vì nó rất là nặng, các em dùng không biết, đời máy rất quan trọng, về máy cao thì chúng ta sẽ tải được nó dễ hơn.
Đấy, còn chúng ta dùng máy tính nó sẽ tiện tải hơn, nó sẽ nháy bên chữ file ở bên trái màn hình, hoặc là chúng ta nháy vào chữ tab đấy, đúng không? Cái tab mà thầy Đoàn dạy luật đấy, thì chúng ta thấy là hàng loạt ra các bài của thầy. Đấy, chúng ta tương tự xem video cũng vậy, chúng ta nháy vào chữ video thì chúng ta cố gắng vào trang tài liệu hoặc là lớp học vậy thôi, chúng ta khai thác các tính năng trên lớp là có hết đấy ạ. Vâng, thì các em rõ chưa? Thầy nhắc lại như vậy, thầy đã khá đổi khá phổ quát nhá các cái nội dung của các cái văn bản để thi phục vụ cho kỳ thi viên chức Hà Nội sắp tới, thì không biết các em đã hài lòng chưa? Thầy bây giờ thầy nghĩ thời gian còn lại chúng ta nên làm bộ đề 60 câu. 60 câu này thầy đã xây dựng rất là kỹ cho các văn bản và cũng gắn với từng khối để xin mời các em nhá. Thì bây giờ thầy đã trao đổi được chưa? Và các em đã chuẩn bị đề được chưa? Và thầy cũng đã cũng như các lần trước thôi, khi mà các em trả lời chúng ta muốn làm các cái bộ đề đúng không ạ, thì thầy rất mong muốn có những động lực khuyến khích cho các em. Thì hôm nay thầy đã mua 4 cái thẻ của Viettel. Đấy, trong đó có một thẻ 50 và ba thẻ 20 dành cho các bạn mà gì trả lời có số lượng câu đúng nhất trên 60 câu, sẽ dành cho 4 bạn, trong đó một bạn trả lời cao nhất là được 50, còn ba người còn lại sẽ dành thẻ 20. Đây những cái thẻ mà thầy đã chia sẻ rồi, đây không giấu gì các em, thì để chúng ta có những cái động lực để làm. Và cái đề thầy nhắc lại này, thầy trên cái khung của khung giới hạn tài liệu ôn tập của Hà Nội nhá, thì các em chắc là nhận được rồi, chia làm hai file rất là rõ đúng không ạ, file ảnh thì dành các em dùng điện thoại, còn file PDF em dùng máy tính. Thì bây giờ thầy đi vào luôn câu hỏi được chưa? Vâng, thì chúng ta đi vào mỗi câu thầy sẽ phân tích giải thích tại sao chúng ta chọn như vậy để chúng ta hiểu. Chúng ta đi vào câu 1, thì theo luật viên chức 2010, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ít nhất 45 ngày trong những trường hợp nào sau đây: A, đối với hợp đồng không xác định thời hạn; B, đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn; C, viên chức bị kỷ luật buộc thôi việc; D, viên chức bị tòa án kết án là tham nhũng. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 1, 1 phút bắt đầu. Xin mời các em, chúng ta làm như khi đi thi, chúng ta có 1 phút để làm nhá. Xin mời các em ạ. Vâng, đã hết 30 giây, còn 30 giây còn lại, xin mời các em. File ảnh thầy nhắc lại bạn Lạc Thùy, để chúng ta lấy được thì chúng ta nháy vào chữ ảnh nhá, ở bên trái màn hình máy tính được chưa, thì chúng ta cũng thấy thôi, hoặc là chúng ta nháy vào tab thầy Đoàn, chúng ta kéo xuống là chúng thầy Đoàn dạy luật đấy, kéo hàng loạt những cái bài mới nhất thầy đăng thì sẽ có cả file PDF và file ảnh các em nhá. Và đây là cách để chúng ta và các bạn là đưa ra 1A 1B rất nhiều ở đây đúng không ạ, xin mời các em. Và xin mời, đã hết giờ gửi đáp án. Và xin mời chúng ta làm như trong 1 phút ấy, là đi thi chúng ta tạo thử áp lực cho mình rất là quan trọng đúng không ạ. Đấy, thì tại sao chúng ta chọn đáp án đó, chúng ta phải giải thích được. Chúng ta thấy với câu này chúng ta phải chọn là gì, đáp án là A đúng không ạ. Tại sao là A? Vì chúng ta thấy cái này nó quy định rất rõ ở khoản 2 của điều 29 đúng không ạ, quy định có thấy rất rõ, người ta nói là gì, khi mà đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta biết rồi có 5 trường hợp mà gì đơn vị sự nghiệp công lập sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, thì khi mà đơn thì nó quy định khi đơn phương chấm dứt đó thì đơn vị sự nghiệp phải báo cho gì viên chức biết trước, thì chúng thấy với hợp đồng xác định thời hạn sẽ là gì ít nhất 45 ngày, còn với hợp đồng xác định thời hạn thì phải báo ít nhất là gì 30 ngày. Mà câu hỏi ở đây chúng ta thấy là gì, là nói là gì báo cho viên chức với hợp đồng không xác định thời hạn đúng không, thì chúng ta thấy là cụ thể đây báo nhất 45 ngày thì sẽ gắn với hợp đồng không xác định thời hạn rồi đúng không, nó không phải 30 ngày mà chọn án B được. Còn cái C và cái D thì nó liên quan đến cái này, thì chúng ta thấy là gì không phải báo trước nhá, chúng ta nhớ là với bị kỷ luật với bị phạt tù là không phải báo trước, nó cũng quy định rất rõ về không báo trước, nó quy định là liên quan là và người ta nói là quy định trừ trường hợp điểm B khoản 1 điều này, nghĩa là họ bị kỷ luật thì chúng ta không phải báo trước. Các em rõ chưa ạ? Như vậy với quay lại với câu 1 chúng ta phải chọn án A là A nhá, với thời gian báo trước ít nhất 45 ngày là áp dụng với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được chưa? Chúc mừng các em có đáp án là A, thì các em ghi luôn kết quả vào nhá để cuối giờ chúng ta đối chiếu được chưa? Và chúng ta nhớ được cái nội dung như thế. Chúng ta đi tiếp vào câu 2, thì theo luật viên chức 2010, trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức thời gian bao nhiêu ngày? A, thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày; B, thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 20 ngày; C, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày, và D,
là cả A và C đều đúng. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 2. Xin mời các em ạ, ở câu hỏi số 2. Chúng ta còn 30 giây nữa. Vâng, các bạn đưa D và Lương Nhung Hòa Ly rất nhiều. Vâng, thầy xin phép không đọc tên nhá, vì nó rất là nhiều. Chúng ta sẽ như vậy. Vâng, bông cải trắng này rồi 2D, bông bướm bỉnh cũng là 2D. Bông cải trắng với bông bướm bỉnh có họ hàng gì với nhau không? Vâng. Rồi bạn Thương Ruby đây rồi, Hằng Đỗ. Vâng. Học trò rất là quen thuộc của lớp. Chúng ta thấy để trả lời câu này chúng ta phải căn cứ vào điều 54 nhá. Chúng ta nói làm sao ạ? Chúng ta biết rồi, thời gian tạm đình chỉ công tác là không quá 15 ngày. Còn trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. Chúng ta thấy đáp án đây là phải đảm bảo câu này, chúng ta phải chọn là D, cả A và C đều đúng các em nhá. Cả A và C đều đúng, được chưa? Chúng ta nhớ được quy định vào khoản 1 của điều 54 nhá. Chúc mừng các em có án là D, được chưa? Bạn Hoa Tùng hỏi đề này ở đâu, thầy chứng tỏ em mới vào, đúng không ạ? Đấy, chúng ta đi tham gia cái gì thì nhớ vào sớm, và theo quy định là định kỳ, chúng ta biết đây buổi livestream thứ 9 của thầy rồi, định kỳ thứ tư hàng tuần lúc 20 giờ 30 phút, đúng không ạ? Thì đề này thầy trao đổi với em là đề thầy đã up lên lớp rồi nhá. Lên trang tài liệu thi viên chức giáo dục này, để lấy được thì em có thể nháy vào cái tab là gì, thầy Đoàn dạy luật, hoặc là chúng ta nháy vào file ảnh để chúng ta dùng điện thoại để có file ảnh, hoặc là chúng ta lấy file PDF chúng ta nháy vào chữ file ở bên trái màn hình nhá, em Hoa Tùng nhá. Và cũng rất mong chúng ta hạn chế hỏi những câu như thế để đỡ mất thời gian, tương tự bằng Bùi Nhung thầy cũng đã trả lời rồi nhá, được chưa? Và thầy không, thầy đang live stream thì thầy cũng không thể thoát được, đúng nhá. Vâng, thì chúng ta cách tát mà thầy đã nói rồi, trên hiện trang này chúng ta nháy vào chữ thầy Đoàn dạy luật nó có rồi, hoặc là nháy chữ file hoặc chữ ảnh đều bên trên trên trang trên trên lớp này là có hết nhá. Ở trong đây là trang tài liệu nhá, chứ không phải lớp riêng của thầy, chúng ta nên nhớ là như thế nhá, được chưa? Thì chúng ta nhớ quay lại câu 2 là chúng ta phải chọn là D, được chưa? Vâng. Đây và câu 3, theo luật viên chức 2.10 thì dưới đây nội dung nào không có trong việc đánh giá viên chức, nhớ là không có. A là kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết. B, việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp. C, kết quả đánh giá nhận xét của tổ chức chính trị xã hội mà viên chức đó là thành viên. D, việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 3. Ở như này chúng ta thấy ngoài ra thì thầy đã đọc cho các em như này rồi, đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta làm lần lượt nhé, như thầy nói chúng ta làm lần lượt nhé, thầy đọc xong bao giờ thì chúng ta mới làm, và ta tôn trọng để chúng ta quen để cách chúng ta đi thi làm thi nhé, và trong thời gian 1 phút để chúng ta làm, ta thử kiểm định xem là chúng ta làm mà kiến thức của chúng ta đến đâu, quan trọng làm chúng ta hiểu tại sao, đúng không, giải thích được chúng ta biết là đi thi họ có đổi như nào đó chúng ta cũng biết được. Đấy. Và xin mời các em ạ. Vâng, đã hết giờ thì chúng ta thấy là vâng đấy, như bạn bông cải trắng nói, thầy nghĩ là lên để thầy đọc xong rồi các em làm nó dễ hơn nhá, dù chúng ta có thể có tài liệu trước rồi cùng sao cùng đồng nhất cùng các bạn thì nó dễ hơn, được không ạ? Chúng ta cùng học cùng chia sẻ. Thì để làm được câu này chúng ta phải căn cứ vào khoản 1 của điều 41 và viên chức 2.10 đấy, chúng ta thấy quy định về việc đánh giá, chúng ta thấy là gì, kết quả thực hiện công việc chúng ta thấy là IA nó ok rồi, hợp đồng đã ký kết. Thứ hai là gì, về đạo đức nghề nghiệp ok rồi, nhưng mà chúng ta thấy là gì, có liên quan cái ở đây, và việc cái nữa là cái việc đánh giá các nhiệm vụ khác của viên chức thì thấy cái D ok. Chúng ta chỉ thấy cái C nó là kết quả đánh giá nhận xét của tổ chức chính trị xã hội mà viên chức đó là thành viên, thì chúng thấy là trong này họ không đề cập tới, mà cái đó là nói về tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ dân. Như vậy đáp án đúng đây là C, nghĩa là không có trong việc đánh giá nhá. Thì chúng ta thấy là C, được chưa? Chúng ta căn cứ rất rõ vào khoản 1 của điều 41 và viên chức 2.10, các em rõ chưa? Đấy, chúng ta phải biết được lý do tại sao và nằm ở đâu, được chưa? Đấy, chúng ta đi tiếp ạ. Vâng, chốt ở đây câu 3 là C các em nhá. Chúng ta đi vào câu 4. Theo luật viên chức 2.10, trường hợp nào dưới đây viên chức quản lý không được xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc được miễn nhiệm: A, không đủ sức khỏe; B, không đủ uy tín năng lực; C, theo nhiệm yêu cầu nhiệm vụ; và D, đã bị xử lý kỷ luật. Thầy xin mời các em.
À, xin mời các em ạ. Vâng. Các bạn đưa ra DC rất nhiều. Bạn khác thì sao ạ? Thì chúng ta thấy cái này làm được câu này chúng ta phải căn cứ vào khoản 1 của điều 38 đúng không ạ? Thì người ta nói về liên quan đến việc viên chức quản lý xin thôi chức vụ hoặc miễn nhiệm đấy. Thì trường hợp về không đủ sức khỏe, không đủ năng lực uy tín theo cầu nhiệm vụ và lý do khác, chúng ta thấy là trong đây chỉ có một cái nó khác là gì? Đã bị xử lý kỷ luật đúng không ạ? Chúng ta thấy là liên quan đến bị xử lý kỷ luật thì họ không được xin thôi đúng không? Chúng ta nhớ là như vậy nhá, sẽ bị chịu xử lý kỷ luật. Như vậy là câu 4 là phải là D em nhá, đối chiếu ở khoản 1 điều 38 được chưa? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 5. Là theo luật viên chức 2010 thì hình thức đào tạo bồi dưỡng nào dưới đây không quy định đối với viên chức? A. Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý. B. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. C. Đào tạo bồi dưỡng theo nhu cầu cá nhân của viên chức. D. Bồi dưỡng nhằm bổ sung cập nhật kiến thức kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp. Để xin mời các em một câu hỏi số 5. Và xin mời các em ạ. Vâng. Vâng, các bạn đưa 5C rất nhiều đúng không ạ? Hàng đỗ liên lấm đúng không ạ? Đầy đủ hết. Và thương ruby đúng không ạ? Thì chúng ta cái này để làm được câu này chúng ta phải căn cứ vào đâu ạ? Thì chúng ta thấy rất là rõ liên quan đến hình thức đào tạo bồi dưỡng dành cho viên chức, và thấy người ta hỏi đây là không nhá. Đấy, không đúng không ạ? Đây không quy định đối với viên chức. Thì chúng ta thấy căn cứ đây vận dụng ở đây chúng ta căn cứ vào khoản 3 đúng không? Khoản 3 điều 33 về chế độ đào tạo bồi dưỡng viên chức, thì đây họ chỉ có hình thức về gì, đào tạo theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức nghiệp nghề nghiệp đấy, rồi bồi dưỡng nhằm bổ sung cập nhật kiến thức kỹ năng phụ động hoặc nghề nghiệp. Thì chúng ta thấy ở đây là cái C nó không nằm trong cái quy định đó. Chúng ta thấy là liên quan đào tạo bồi dưỡng theo nhu cầu cá nhân của viên chức này là sai. Chúng ta thấy rất là rõ như vậy, câu 5 là C các em nhá, chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 6. Theo luật viên chức 2010 thì có mấy phương thức tuyển dụng viên chức? A 1, B 2, C 3, D 4. Thì xin mời các em ở câu hỏi số 6. Vâng, xin mời các em ạ. Và chúng ta hoàn thành câu hỏi số 5 mà chốt là C rồi nhá. Vâng, 5C. Bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi số 6 đi ạ. Vâng. Xin mời các em ạ. Và các em ghi lại các đáp án nhé, sau đó thì hết 60 câu thì các em báo cáo kết quả cho thầy một cách trung thực, vì sau đó thầy cũng có đối soát và trao những cái phần thưởng như bốn cái thẻ Viettel đúng không ạ, trong đó có một Viettel 50k đúng không ạ, và ba thẻ còn lại là 20k dành cho bốn bạn mà có thành tích xuất sắc nhất đúng không ạ. Chúng ta ngoài cái này thưởng nó chỉ một phần thôi, quan trọng nhất chúng ta kiểm tra cái kiến thức của chúng ta và chúng ta hiểu qua mỗi câu, thầy sẽ giải thích cho các em, viện dẫn cho các em để hiểu để lắm được nhá. Đấy, chúng ta nắm bắt sâu. Đấy, thầy cũng nhắc lại các em mong muốn đăng ký khóa học thì chúng ta nhắn tin đăng ký cho thầy nhá, được chưa? Để hưởng ưu đãi trong ngày hôm nay. Cảm ơn các em. Chúng ta đi tiếp ạ. À, chúng ta thấy là câu này chúng ta chọn là gì với câu 6? Vâng. Câu 6 thì các bạn đưa ra là B rất nhiều. Chúng ta thấy rồi. Với câu này chúng ta phải căn cứ vào đâu? Đúng không ạ? Liên quan đến phương thức tuyển dụng. Đúng không ạ? Thì chúng ta xem có mấy phương thức tuyển dụng. Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta thấy là như Hà Nội vừa rồi ta thấy lựa chọn đấy đúng không ạ, chúng ta thấy có 8 quận thì chọn xét tuyển đúng không ạ, và hai quận huyện thì chọn thi tuyển. Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta căn cứ vào cái điều ở đây là điều bao nhiêu, điều 23 về phương thức tuyển dụng làm việc và tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, thì chúng ta thấy rõ ràng đáp án đây phải là hai rồi đó, thi hoặc xét là hai trường hợp, còn người cho và là sai, và nó là đồng thời đúng không ạ. Thì chúng ta nhớ đáp án đây nhá, đúng rồi, thi hoặc xét tuyển đấy bạn Trần Thị Thanh Thủy thì rất là chuẩn đây này, và xét tuyển như bạn Lê Hường là không đúng nhá, nó là đồng thời, nó chỉ chọn một thôi đúng không đấy. Chúng ta thấy rất tuyển dụng là chúng thấy như thế nhá, còn kia là nếu như bạn là Thủy, bạn Lê Hường này sắp tới là em làm cả hai đấy, đồng thời luôn đúng không, thi tuyển xong bắt đầu là gì, thực hiện tiếp xét tuyển mới đỗ được nhá, nên chúng ta chọn một thôi đúng không ạ, xét hoặc thi được chưa đấy, các em nhớ như vậy nhá. Và đấy là chúng ta về từ ngữ chúng ta cũng cần phải nắm được.
Câu hỏi 6 nó chốt là 2, được chưa? Là B. Chúng ta đi vào câu hỏi số 7. Theo luật viên chức 2.10 thì khẳng định nào dưới đây không đúng với nguyên tắc tuyển dụng viên chức? A. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. B. Bảo đảm tính cạnh tranh. C. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. D. Không đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Đây, xin mời các em về nguyên tắc tuyển dụng. Vâng, các bạn có 7 đưa ra rất là nhiều đoán là D. Các bạn khác thì sao? Thì để làm được câu này thì chúng ta thấy phải căn cứ vào điều 21 về nguyên tắc tuyển dụng. Với nguyên tắc tuyển dụng thì thầy cũng đã nhắc em rất nhiều lần, chúng ta nhớ công thức là 2B đúng không ạ? Rồi 2BTDU đúng không? 2BTDU, 2B đây chính là hai bảo đảm công khai, bảo đảm cạnh tranh đúng không ạ? Còn T chính là tuyển chọn đúng người, còn D chính là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, ư chính là ưu tiên người có tài năng. Thì chúng ta thấy là trong cái phương án họ đưa ra đây, chúng ta thấy cái D là không đúng rồi đúng không, là không đề cao trách nhiệm, nó đúng, phải đúng ra phải đề cao. Vậy nên trong đây chúng ta thấy có đủ 4 nguyên tắc đưa ra, tôi thấy là 5, tôi thấy là trong lựa chọn đây chúng ta thấy là có 2B rồi, 2 bảo đảm và T rồi đúng không ạ, T là tuyển chọn. Nhưng mà cái D nó sai là gì, không đề cao là không đúng. Thì chúng ta thấy với nguyên tắc tuyển dụng là gì, nguyên tắc là 2B TDU thì chúng ta thấy thỏa mãn. Đây cho thấy là chỉ có 3 cái thôi, còn cái C thì cùng cái D nó đưa là không đề cao là không đúng. Như vậy là câu 7 chọn là D các em nhá. Đấy, chúng ta phải hiểu bản chất như thế, được chưa ạ? Vâng. Vâng, bạn Xuân Nhi, vâng, được chưa ạ? Vâng, chào các bạn mới. Thì chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 8. Theo luật viên chức 2.10 thì đâu là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức? A. Tuân giữ quy trình. A. Tuân giữ quy trình quy định chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử. B. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền và của nhân dân. B. Bảo vệ quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Và D. Cả A và B đều đúng. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 8. Đấy, chúng ta học ra phải có những căn cứ viện dẫn mà chúng ta có khẳng định thì chúng ta thấy họ có xử lý, có cái thay đổi như nào đó thì chúng ta cũng nắm bắt được. À, xin mời các em ạ. Vâng, bướng bỉnh ghi 2 tuần, 1 tuần, 1 triệu. Vâng, thì các bạn chọn D và B rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta phải có những lý do để chọn, đúng không ạ? Thì chúng ta câu này thầy các em vừa làm mà thầy sẽ giải thích. Chúng ta thấy câu hỏi người ta đặt ra đó là gì ạ? Liên quan đến cái việc mà gì, nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp của viên chức. Chúng ta trong đây có những câu hỏi về nguyên tắc, ta thấy là hoạt động nghề nghiệp của viên chức chúng ta với hoạt động quản lý của viên chức, nguyên tắc tuyển dụng là chúng ta rất hay nhầm với nhau. Hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta thấy là người nhớ công thức là gì, 3T cộng 1C. Rồi, trong đó thì 3T đó chúng ta thấy là có 2 tuân và cộng 1 tận. Rồi, tuân chính là tuân thủ đúng không ạ, tận chính là tận tụy đúng không ạ, C chính là chịu sự thanh tra. Đấy là gì, đó là nguyên tắc về hoạt động nghề nghiệp. Còn với hoạt động quản lý viên chức thì chúng ta cũng có 4 nguyên tắc với nhớ về công thức là gì, 2BVT. 2B đây chính là bảo đảm sự lãnh đạo của đảng, rồi bảo đảm quyền chủ động. Còn V chính là việc tuyển dụng sử dụng. Còn T chính là gì, thực hiện bình đẳng giới. Chúng ta soi đáp án ở đây đúng không ạ, với đây là hoạt động nghề nghiệp nó là phải là gì, nguyên tắc là gì, 3T cộng 1C. Thì chúng ta thấy cái C này nó là loại rồi đúng không, nó là chữ bảo vệ, nó không nằm gì trong đáp án là gì, 3T cộng 1C. Bây giờ chúng ta thấy là chỉ còn A và C thôi, và B thôi. Thì A người ta thấy là T chính là tuân đúng không, 2 tuân và 1 tận. Thì chúng ta thấy rồi, tận ở đây không có, thì chúng ta thấy là tuân đây, nhưng mà tuân nó phải tuân thủ. Đây người ta ghi là gì, tuân giữ thì là sai. Thì chúng ta loại A. Như vậy chúng ta chỉ còn B là chịu sự thanh tra. Như vậy câu 8 chúng ta thấy là gì, đáp án phải là B cam nhá. Đấy, với cách phân tích như thế được chưa? Đấy, chúng ta phải hiểu được bản chất, được chưa? Không phải chúng ta cái gì cũng tất cả hay là vào đấy đúng rồi, nhưng bạn Nguyễn Thuận nó là phải tuân thủ chứ không phải tuân giữ. Còn trong đây họ đưa tuân giữ cái là sai, thì chúng ta phải nắm bắt được như thế để hiểu được bản chất nhá. Vâng, thì thầy đọc như thế được chưa? Vâng, thì thầy đã giải thích lại rồi đúng không ạ? Đấy, cho các em để chúng ta nhớ được lý do tại sao nhá.
Thì câu 8 ta thấy là gì? Câu 8 là phải là B các em nhá. Chúng ta đi vào câu 9 đúng không ạ? Theo luật viên chức 2010 thì có mấy nguyên tắc về quản lý viên chức? A 2 nguyên tắc, B 3 nguyên tắc, C 4 nguyên tắc, D 5 nguyên tắc. Thầy đọc lại câu 9 ạ. Theo luật viên chức 2010 thì có mấy nguyên tắc về quản lý viên chức? A 2 nguyên tắc, B 3 nguyên tắc, C 4 nguyên tắc, D 5 nguyên tắc. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 9. Đấy, theo yêu cầu một số bạn đọc hai lần thì thầy cũng đã đọc rồi nhá. Chúng ta cố gắng, thầy cũng hỗ trợ tối đa cho các em có thể nhất, chúng ta cùng cố gắng từ trường làm sao nó hợp lý và hài hòa nhất để đảm bảo kiến thức cho các em. Đấy, và chúng ta phải hiểu bản chất của nó đúng không? Đấy, một số bạn thì cứ nhắn tin hỏi thầy là bán tài liệu, quan điểm thầy thì ra bán để lấy tiền thì quá dễ quá nhàn đúng không? Chả phải kèm phải dạy làm gì, phải xa xả này bọt mép ra. Chúng ta nhưng mà làm nghề nào chúng ta phải có trách nhiệm với nó đúng không ạ? Các em chỉ mua mà không hiểu đi thi nó thay đổi đi rồi không làm được rồi lại trách thầy đúng không? Chúng ta có học có hơn mà học chúng ta hiểu được bản chất đi thi hoặc có đổi như nào chúng ta nắm bắt được. Đấy là như vậy. Thì các bạn đưa ra câu 9 là C đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ với như thầy nhắc đi nhắc lại rồi, cái nguyên tắc quản lý viên chức chúng ta thấy nó có 4 đúng không? Nó giống như hoạt động nghề nghiệp đều có 4. Nhưng mà đây bốn nguyên tắc đây nó là gì? 2BVT đúng không ạ? Đấy, 2B chính là hai cái bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đấy đúng không? Nãy thầy đã nói rồi đấy, rồi bảo đảm quyền chủ động đấy đúng không? Còn V chính là việc tuyển dụng sử dụng, còn T chính là gì? Thực hiện bình đẳng giới. Thì chúng ta thấy là nhớ được là gì? 2BVT thì chúng ta thấy là 4 rồi. Như vậy câu 9 chúng ta chọn là C, 4 nguyên tắc được chưa? Chúng ta đi vào câu hỏi số 10. Là trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản 1 chính là liên quan đến cái việc mà bị buộc thôi việc đấy, điều 29 luật viên chức 2010. Thì người đứng đầu cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước bao nhiêu ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. A 45 ngày đúng hợp đồng không xác định thời hạn, 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn. B ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn. C 60 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn, 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn. D ít nhất 60 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn. Để xin mời các em ở hỏi số 10. Rồi, xin mời các em ạ. Vâng, các bạn đưa ra là D là B rất nhiều, đúng không ạ? Thì tại sao là B là C? Thì cái này chúng ta phải căn cứ khoản 2 của điều 29. Người ta nói rồi, đúng không ạ? Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản 1 điều này, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo trước cho viên chức biết trước ít nhất bao nhiêu? Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và ít nhất 30 ngày đúng hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Thì chúng ta đối chiếu với phương án họ đưa ra thì chúng ta thấy là gì? Ít nhất 45 ngày thì chúng ta loại cái A rồi, nó vì nó không từ ít nhất đúng không? Cái C thì là 60 ngày loại rồi, cái D cũng ít sống cũng là có từ 60 ngày chúng ta loại, chúng ta nhớ trong đầu là gì? 45 và 30 thôi, nhưng mà nó có từ ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn, 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn. Như vậy câu 10 đáp án là B các em nhá, căn cứ vào nội dung khoản 2 điều 29. Các em rõ chưa? Vâng, thì chúng ta rất mong chúng ta cùng cộng tác để chúng ta học và nó tạo sự tuần tự giống như bạn mỹ thuật nó nói, thì lại muốn tạo cái môi trường chúng ta như đi thi thôi. Chúng ta tôn trọng cái giờ giấc quy định, không phải tại sao người ta cho một phút một câu đâu. Các em nên nhớ là như vậy, họ làm cái gì họ có ý đồ cả đúng không ạ? Rồi làm nhanh, chúng ta đặc biệt là máy tính, khi mà chúng ta làm xong rồi chúng ta gửi lệnh gửi đi rồi chúng ta muốn quay lại làm là rất là khó. Ta học môn môn luật này nó vẫn rất là cẩn thận, rồi đặc biệt làm trắc nghiệm chúng ta thấy rất là nhanh, nhanh để nhanh hậu đoảng rồi hỏng này nó sau này giá như giá mà thì rất là khó, được chưa? Rồi cảm ơn, mong rất mong em cộng tác để chúng ta để cho việc học nó tốt và hiệu quả cho bản thân các em nhá. Thầy cũng muốn làm tất cả những gì tốt nhất thôi. Chúng ta đi vào câu hỏi số 11. Thì theo luật viên chức 2010 thì viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn bao nhiêu năm em nhé? A 5 năm, B 3 năm, C không quá 3 năm, D không quá 5 năm. Thầy xin mời các em
và thầy đọc lại câu ngắn thì thầy sẽ đọc lại cho các em. Là câu 11 là theo luật viên chức 20, viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn bao nhiêu năm? A 5 năm, B 3 năm, C không quá 3 năm, D không quá 5 năm. Thầy xin mời các em. Vâng. Bạn Nguyễn Hà Linh hỏi câu hỏi 9 là đáp án là gì đúng không ạ? Thì chúng ta thấy thầy trả lời với em câu hỏi số 9 là chúng ta phải chọn đáp án là C, bốn nguyên tắc nhá. Bốn nguyên tắc về quản lý viên chức chúng ta thấy rồi, bốn nguyên tắc quản lý viên chức chính là 2B, VT. 2B chính là hai bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm liên quan đến vai trò người đứng đầu. Rồi chúng ta thấy tính cạnh tranh, xin lỗi, tính cạnh tranh, tính công bằng, đây, hai cái công bằng. Rồi VTV chính là việc việc tuyển dụng đúng không? Sử dụng. Rồi T chính là thực hiện bình đẳng giới. Đấy, câu 9 chúng ta phải chọn là 4 nhá. 2B VT bảo đảm tính cạnh tranh, bảo đảm công bằng đấy. Rồi V chính là việc thực hiện tuyển dụng. Rồi T chính là thực hiện bình đẳng giới, thì câu 9 phải là 4 nhá. Thì là câu 9 là C được cho em. Vâng. Thì chúng ta quay lại câu 11 đi ạ. Bạn Giải Ngân Hà thì thầy chia sẻ thầy và các bạn đang làm cái bộ đề mà tối nay thầy up lên, thường định kỳ hàng tuần thì thầy sẽ chia sẻ live stream trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục. Đây cũng là buổi live stream thứ 9 rồi, thầy live stream từ đầu tháng 8 cơ đúng không ạ? Thì chia sẻ với các em, hỗ trợ các em, cũng như mong muốn các em, nếu các em mong muốn học sâu hơn liên quan ôn luyện đề thi thì đăng ký khoa học lớp riêng của thầy. Thì chúng ta thấy là thầy đều mỗi lần live stream thì thầy đều up đề lên cho các em có dạng file ảnh dành cho các bạn mà dùng điện thoại, file PDF để chúng ta dùng máy tính, thì các em nếu em mới vào thì em để lấy được, nếu em dùng điện thoại thì em nháy vào chữ chữ ảnh ấy thì nó sẽ hiện ra, hoặc là dùng máy tính thì chúng ta nháy vào chữ file thì nó sẽ hiện ra cái file về về bộ đề. Còn nữa chúng ta nhanh hơn thì chúng ta có thể nháy chữ tab và chữ thầy Đoàn Dạy Luật thì nó ra các cái bài đăng của thầy nhá, được chưa? Và thì quay lại câu trả lời của các bạn đây, các bạn chọn 11D rất là nhiều. Thì chúng ta tại sao chúng ta chọn là D, thì chúng ta học luật thì nó nói sách mách có chứng mà chúng ta có viện dẫn. Cái này chúng ta phải căn cứ vào khoản 2 của điều 37 liên quan bổ nhiệm viên chức quản lý, người ta nói là căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị sự công lập, viên chức giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm có thời hạn không quá 5 năm em nhá. Thì chúng ta thấy không quá 5 năm thì đáp án đây là phải là D, 11 là phải D, viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn không quá 5 năm, D được chưa? Chúng ta đi vào câu hỏi 12. Theo luật viên chức 2010 thì cơ quan nào được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức, quy định chi tiết về nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm việc trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý? A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. B. Các bộ, cơ quan ngang bộ. C. Cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Và D. Cấp có thẩm quyền. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 12. Xin mời các em ạ. Vâng, đấy như khoảng nặng ghi rõ ra đúng rồi, viên chức quản lý không quá 5 năm em nhá. Vâng, để chúng ta nhớ như thế. Thầy cũng làm đề giải ra các nội dung để chúng ta nhớ, đặc biệt là cái điều 29. Thường là số các em khó nhớ hơn thì thầy cho nhiều câu hỏi. Vâng. Vâng, các bạn thì chúng ta như bạn Linh trao đổi và bạn và chúng ta có thể đơn giản thôi và không có gì cả. Thường thầy nó nói chia sẻ rồi cũng hỗ trợ các em thôi. Dĩ nhiên một phần là công sức, chúng ta thấy các em mong muốn học thì trong trường hợp các bạn mà nào mà khó khăn đấy, chúng ta thấy là có thể nhắn tin cho thầy, thầy hoàn toàn hỗ trợ, có thể giảm học phí hoặc là em khó khăn quá thì thầy miễn. Rất là nhiều trường hợp học thầy, thầy đã tạo điều kiện như vậy đúng không ạ? Dĩ nhiên là trung thực với nhau thôi. Còn chúng ta biết về giá gốc của thầy là cả khóa học, cả tài liệu, cả bộ đề khi mà có giới hạn thì là 900.000 một khóa học. Dĩ nhiên mà khi các em đăng ký từ 2 đến 4 người thì thầy sẽ giảm 30% đúng không ạ? Còn 5 người trở lên thì giảm 50%. Đặc biệt ngày hôm nay là khi nay tham gia live stream
và chia sẻ livestream này cho 5 người bạn của mình thì chúng ta được giảm 50%. Vậy cố gắng làm tìm mọi cách để làm sao hỗ trợ các em tốt nhất. Và thầy nhắc lại, đặc biệt các em khó khăn thì cứ nhắn tin cho thầy, thầy sẽ miễn học phí hoặc giảm, không sao cả. Chúng ta quan trọng nhất chúng ta học có kiến thức, được chưa ạ? Và quay lại cái câu hỏi của các em nhá, thì chúng ta thấy ở đây là gì ạ? Là liên quan đến câu trả lời này, chúng ta phải căn cứ vào khoản 4 của điều 33 các nhá. Khoản 4 của điều 33 thì chúng ta thấy là đáp án đây phải chọn là các bộ cơ quan ngang bộ. Ta nói khoản 4 điều 33 nói sao? Các bộ cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức, quy định chi tiết về nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo bồi dưỡng viên chức làm theo trong ngành lĩnh vực được giao quản lý. Thì cái này trả lời này chúng ta căn cứ vào khoản 4 điều 33. Thì như vậy là câu 12 chúng ta chọn là B các em nhá. Chúng ta đi vào câu hỏi 13. Theo luật viên chức 2010 thì trường hợp viên chức bị ốm, đau, bị tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục thì phải báo trước bao nhiêu ngày? A 30 ngày, B 6 ngày, C ít nhất 3 ngày, D ít nhất 6 ngày. Thầy xin mời các em. Là câu hỏi số 13. Và xin mời các em trở lại câu 13. Và các em đưa ra là xe rất nhiều, đúng không ạ? Vâng. Thì cái này để nhớ tại sao là xe, chúng ta phải căn cứ vào khoản 4 của điều 29. Ta thấy có một đoạn này nói là trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 3 ngày. Thì ta thấy đáp án ở đây ít nhất 3 ngày là C, đúng không ạ? Chúng ta phải chọn là C. Đấy, chúng ta thấy câu 13 phải là C. Trường hợp mà viên chức bị ốm đau, bị tai nạn đang điều trị 6 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất là 3 ngày. Chúng ta căn cứ vào khoản 4 của điều 29 các em nhá. Câu 13 là C, được chưa ạ? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 14. Theo luật viên chức 2010 thì viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị tai nạn, bị ốm đau đã điều trị bao nhiêu tháng? A 6 tháng, B ít nhất 3 tháng, C ít nhất 6 tháng và D từ 3 tháng. Thầy xin mời các em. Và bạn Nguyễn Thuận là 14D, xin mời các bạn khác. Và xin mời các em, chúng ta chọn là D. Tại sao chúng ta chọn là D? Thì cái này chúng ta phải căn cứ vào điểm E khoản 5 của điều 29, đúng không ạ? Và này chúng ta thấy là với hôm nay trao đổi là gì, với đơn vị sự nghiệp thì có 5 trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức. Chúng ta thấy viên chức thì cũng có 6 trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng với đơn vị sự nghiệp công lập. Thì chúng ta thấy cái trường hợp E này, trường hợp mà nêu trong câu hỏi chính là trường hợp thứ 6, đúng không? Nằm trong điểm E của khoản 5 điều 29 ấy. Viên chức bị ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 3 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Thì chúng ta thấy là để trả lời là khi bị tai nạn bao nhiêu tháng ấy, thì chúng ta thấy là từ 3 tháng em nhé. Đấy, viên chức làm việc có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi mà họ bị tai nạn, bị ốm đau đã điều trị từ 3 tháng, được chưa ạ? Nhớ từ 3 tháng, được chưa ạ? Thì chúng ta thấy là như vậy. Thì câu 14 chúng ta chọn là D các em nhé. Và em rõ chưa? Chúng ta đi tiếp ạ. Câu hỏi số 15 thì theo luật viên chức 2010, cơ quan tổ chức đơn vị quản lý viên chức ra quyết định nghỉ hưu trước, ta xem trước thời gian bao lâu đây ạ? A 3 tháng, B 4 tháng, C 2 tháng, D 5 tháng. Thì xin mời các em ở câu hỏi số 15.
Xin mời các em ạ. Và các bạn chọn A, chọn C rất là nhiều, đúng không ạ? Và thì chúng ta thấy cái này nó quy định ở ở khoản 2 của điều 46 về chế độ hưu trí, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất rõ là trước 3 tháng thì tính đến trước thời điểm nghỉ hưu thì cơ quan sẽ có gì? Quyết định nghỉ hưu. Còn chúng ta thể liên hệ nếu liên quan đến thông báo thì gắn với 6 tháng nhé. Đấy, trước 6 tháng mà tính đến thời điểm nghỉ hưu cơ quan tổ chức sẽ thông báo văn bản. Đấy, cái thông báo là 6 tháng, còn đây là quyết định thì chúng ta chọn là 3 tháng, được chưa? Thì câu 15 chúng ta thấy là cơ quan tổ chức đơn vị quản lý viên chức ra quyết định nghỉ hưu trước bao nhiêu, chúng ta nhớ là trước 3 tháng là A, được chưa? Chúng ta đi vào câu hỏi 16 theo luật viên chức 2010 thì viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp nào sau đây? A, không muốn làm viên chức nữa, đúng không? Mà muốn chuyển đến doanh nghiệp để làm việc B, đơn vị khác trả lương cao hơn. C, bị ngược đãi, bị cưỡng bức lao động. D, gò bó thời gian. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 16. Mời các em ạ, câu hỏi 16. Vâng, các bạn chọn là C rất nhiều, đúng không ạ? Chắc chắn là chúng ta không thể chọn A được, đúng không? Chọn A là gì? Là không muốn làm viên chức nữa, hoặc là B là bị trả lương, bị khác trả lương cao hơn, hay D là bó thời gian. Và chúng ta phải chọn là C vì chúng ta phải căn cứ vào gì? Điểm C khoản 5 của điều 29 để được quy định rất rõ về các trường hợp mà viên chức có cái hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, đó là bị ngược đãi, bị cưỡng bức lao động. Thì chúng ta thấy rõ ràng đáp án ở câu hỏi 16 phải là C các em nhé, 16 là C. Chúng ta đi vào câu hỏi 17. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do bản thân hoặc gia đình thật sự hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì viên chức phải thông báo văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất bao nhiêu ngày? Biết trước những bao nhiêu ngày? A, ít nhất 10 ngày. B, ít nhất 3 ngày. C, ít nhất 4-5 ngày. Và D, ít nhất 30 ngày. Thầy xin mời các em. Vâng, bạn Thu Thảo Trần, thầy và các bạn đang chữa cái bộ đề mà phục vụ cho livestream vào buổi tối thứ tư hàng tuần. Thứ tư hàng tuần thì thầy hay livestream trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục, thì thầy đều gửi đề cho các em để làm trước. Thì cái đề này thầy đã up buổi tối file ảnh dành cho các em dùng điện thoại, còn các em dùng máy tính chúng ta dùng ta lấy file PDF, đúng không ạ? Thì ta lấy được, chúng ta thấy là có mấy cách sau. Thứ nhất là file ảnh chúng ta nháy vào chữ ảnh ở trên bên trái màn hình, còn file PDF chúng ta nháy chữ file bên trái màn hình. Còn cách nữa nhanh hơn thì chúng ta nháy vào tab ấy, ta thấy là có chữ thầy Đoàn dạy luật, thì chúng ta nháy vào đó thì thấy các bài và có quy định rất rõ các bài đó, được chưa? Vâng, thì có các file luôn như file ảnh và file PDF, được chưa? Vâng, và thì chúng ta thấy thầy đã ghi rõ rồi, đúng không? Thì có thể các bạn mới chưa quen, vâng. Chúng thấy để trả lời câu hỏi này chúng ta căn cứ vào khoản 6, đúng không, của điều 29. Người ta có đoạn là gì ạ? Là liên quan đến viên chức phải thông báo văn bản về đơn phương chấm dứt hợp đồng cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 3 ngày đối với cái trường hợp là A, B, C, D, E, đúng không, khoản 5 điều này, và ít nhất 30 ngày đối với quy định khoản D, khoản 5 điều này. Khoản D đây chính là chúng ta tìm ra, khoản D đây chính là bản thân hoặc gia đình sự hoàn cảnh khó khăn đấy, không tiếp tục hợp đồng. Thì chúng ta thấy đáp án ở đây nó phải là gì? Là D rồi, ít nhất 30 ngày nhá, liên quan. Được chưa? Chúng ta nhớ là như vậy. Chúng ta đi vào câu hỏi 18. Theo luật viên chức 2010
Viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc, thì viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự công lập biết trước bao nhiêu ngày: A. Ít nhất 7 ngày, B. Ít nhất 3 ngày, C. Ít nhất 1 ngày và D. Ít nhất 3 ngày. Thì xin mời các em. Xin mời các em ạ, ở câu hỏi số 18. Vâng, em dùng điện thoại thì em có thể dùng bạn Minh Huyền nhé, em dùng em nháy vào chữ file ảnh đấy, đúng không? Hoặc là có tab trên trang tài liệu cho viên chức là thầy đoàn dạy luật thì chúng ta sẽ thấy thôi em nhé. Vâng. Vâng, các bạn chọn là D rất nhiều, câu 18 thì cho chúng ta chọn đó, thì chúng ta thấy phải căn cứ vẫn là khoản 6 của điều 29 thôi. Đấy, nãy thầy đã đọc rồi. Nghe liên quan đến viên chức phải thông báo văn bản về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 3 ngày đối với các trường hợp quy định tại điểm A, B, C, D, E, đúng không? Thì chúng ta xem ở câu này liên quan đến việc mà không bố trí đúng vị trí việc làm thì nó nằm ở ngay khoản A, điểm A, không bố trí nó nằm điểm A thì nó nằm trong cái nêu vừa rồi, chúng ta thấy là ít nhất 3 ngày, đúng không? Thì chúng ta thấy và tóm lược cái phần này về cái thời gian báo trước của viên chức như thầy nói để chúng ta nhớ, chúng ta ghi luôn nhá, để ta nhớ là chúng ta thấy có 6 trường hợp mà gì viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thì liên quan đến quy định báo trước, thì chúng ta thấy cái trường hợp là gì, trường hợp gọi là A, B, C đấy, đúng không, hay là trường hợp 1, 2, 3, đúng không, và 5, 6, nó thấy còn nhớ thế nó dễ, thì đều phải khi viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng thì báo trước ít nhất là gì 3 ngày. Còn trường hợp D chính là trường hợp bản thân ấy, mà câu trước thầy làm ấy, chúng ta làm thì chúng ta thấy là báo trước ít nhất 30 ngày. Trong 6 trường hợp này chúng ta thấy là chỉ có một trường hợp là trường hợp số 4 ấy, là bản thân một gia đình là chúng ta báo trước ít nhất 30 ngày thôi. Còn 5 trường hợp còn lại thì chúng ta chỉ báo trước ít nhất là gì? Là 3 ngày em nhá. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Đấy, chỉ có ta nhớ cách nhớ như thế là có 6 trường hợp viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và báo trước, thì báo trước chúng ta thấy là gì? Có 5 trường hợp là báo trước 3 ngày, ít nhất 3 ngày, đó là trường hợp 1 2 3 5 6. Còn trường hợp số 4 là trường hợp bản thân hoặc gia đình đấy thì chúng ta chỉ phải báo ít nhất là 30 ngày. Đấy, cách nhớ như thế để chúng ta đỡ bị nhầm lẫn. Được chưa? Các em rõ chưa? Vâng. Các em rõ chưa? Vâng, đấy thì cảm ơn bạn Nga Thị Khuất. Vâng. Thì chúng ta nhớ cách như thế thì chúng ta không bị lầm lẫn nhá. Đấy, được cái từ khóa cứ bản thân và gia đình là nhớ là ít nhất 30 ngày. Còn 5 trường hợp còn lại thì chúng ta là ít nhất 3 ngày. Thế là dễ nhớ rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta đi vào tiếp câu hỏi 19. Theo luật viên chức 20 thì đâu là các hình thức kỷ luật đối với viên chức không phải là viên chức quản lý? A. Phê bình, khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc. B. Phê bình, cảnh cáo, buộc thôi việc. C. Khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc. Và D. Phê bình, khiển trách, cảnh cáo. Thầy xin mời các em. Và xin mời các em ạ. Và các em nghe rõ không ạ? Và hiểu chưa ạ? Và thì các em nghe rõ hiểu, chúng ta lên xe cho các bạn để các em nghe cùng. Chúng ta đều quỳ thi này rồi nhá. Và khi xe đấy, các em xe cho 5 bạn thì chúng ta nếu muốn tham gia khoa học sâu hơn, thực hành nhiều bộ đề với thầy hơn, rõ ràng hơn để chúng ta phục cho kỳ thi tốt hơn, thì các em đăng ký và chúng ta hưởng ưu đãi ngày hôm nay là chúng ta được tặng học bổng 50%. Chúng ta chỉ phải đóng 450.000 để được học toàn bộ khóa học, đúng không ạ? Cũng như nhận toàn bộ bộ đề tài liệu, đúng không ạ? Thi trắc nghiệm theo giới hạn của Hà Nội, được chưa? Còn cách nữa thì chúng ta có thể là gì, lập cái nhóm 5 bạn trở lên thì chúng ta cũng được hưởng 50% học bổng, được chưa? Thì còn trường hợp thầy nhắc lại, các bạn nào khó khăn thì cứ nhắn tin cho thầy, đúng không ạ? Trường các em có thể đề xuất mức học phí các em thể đóng được, hoặc là khó khăn quá thì thầy sẽ miễn phí cho các em. Đấy là thầy trao đổi như vậy để chúng ta biết được chưa? Vâng. Và trao đổi về cái lớp học như này, chúng ta thấy học online thì nó rất là thuận tiện. Học online là cái kênh trực tuyến trên Facebook chúng ta thấy rồi.
học xong thì tính năng đặc biệt rất hay, nó so với khác truyền thống là học xong thì chúng ta video lưu lại đúng không ạ, chúng ta có thể tương tác được trực tiếp này là tốt, nhưng trong trường hợp chúng ta bận thì sau đó chúng ta có thể nghe lại đều được cả đúng không ạ, bất kỳ giờ nào lúc nào đúng không ạ. Và cái thầy hiện tại thầy có hai ca học từ cuối duy trì từ tháng 6 đến giờ, đó là gì ạ, từ ca buổi gọi là ca một và ca trưa, đấy là ca trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu đúng không ạ, vào lúc 11:45 đến 13:30 hàng tuần, định kỳ hàng tuần 3 buổi. Tuy nhiên trong tuần nào thầy có công việc gì đó thầy sẽ báo lại và dạy bù đúng không ạ. Còn ca thứ hai là ca buổi tối, là các tối thứ ba, thứ sáu và chủ nhật, thì giờ là từ lúc 21:20 đến 23:00. Thời gian trước thì chúng ta để tận 23:30, nhưng đa số chúng ta đây là đều các bà mẹ bỉm sữa rất nhiều nên là muộn quá thì các em cũng mệt mà bản thân thầy cũng mệt, nên chúng ta thống nhất rút lại là còn 23:00 thôi. Thì đấy là duy trì định kỳ hàng tuần, và chúng ta thấy các em vào học sau nó rất là thuận lợi, là các cái video nó có sẵn nó lưu lại, bây giờ các em vào sau thì các em đầu tư nhiều thời gian để lắng nghe, để hiểu, và trong đó các bài giảng thầy giảng các từ khóa cũng như chữa các cái bộ đề trắc nghiệm. Đồng thời bây giờ thì trực tiếp bây giờ chúng ta đã có giới hạn rồi thì thầy tập trung dạy vào các theo khung giới hạn tài liệu đó thôi. Thì thầy chia sẻ đấy cho các bạn với các bạn hỏi như vậy. Và đây rất nhiều của thầy trong đang theo dõi trên livestream là cũng là học viên của thầy đúng không ạ, thì thầy chia sẻ thế để ta nắm bắt được, và chúng ta cảm nhận học như thế nào thì chúng ta cũng hiểu được thôi đúng không ạ. Vâng, thì như vậy được chưa. Thì chúng ta thấy rất là rõ là căn cứ ở đây là liên quan đến điều 52, chúng ta thấy rất là rõ người ta quy định đây, chung ra thì chúng ta thấy là có bốn loại đúng không ạ, là khiển trách, cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc. Nhưng mà chúng ta thấy ở khoản 3 người ta nói là gì, hình thức cách chức chỉ áp dụng đối với viên chức quản lý. Và câu hỏi đây người ta nói rất rõ là gì, chúng ta phải thấy và chúng linh hoạt rất là rõ, người nói là đâu là hình thức kỷ luật đối với viên chức không phải là viên chức quản lý, thì chúng ta rồi cách chức chỉ áp dụng với viên chức quản lý, thì chúng ta bỏ cách chức ra thì như vậy chúng ta thấy là gì, chỉ có C là khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc đúng không, viên chức giữ chức vụ quản lý làm gì có chức đâu mà cách đúng không. Còn cái A ta thấy là phê bình, A B phê bình nó không nằm ở đây rồi, cái D cũng vậy, phê bình không phải nằm ở đây, thì chúng ta thấy là cái C, chúng ta nhớ là như vậy. Cái quy định chung chúng thấy là có bốn hình thức, mà chúng thấy ở khoản 3 nó nói gì, hình thức kỷ luật cách chức chỉ áp dụng với viên chức quản lý. Và câu hỏi đây chúng ta thấy người hỏi là gì, hình thức kỷ luật đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, chúng ta thấy bỏ cái cách chức đi, chúng ta thấy chỉ còn 3 thôi, nó khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc em nhá. Đấy thì thầy giải thích thế để cho rõ hơn, em rõ chưa. Vâng, đấy chúng ta nhớ là như vậy. Đấy đi thi họ lừa như thế, đảo quen thì rất là khó nhá. Thì chúng ta phải được học, được hiểu. Thầy nhắc lại nhiều bạn nhắn tin gọi điện là mua tài liệu, thầy không tiếc gì cả, mua như thế thì thầy quá nhàn, vẫn được tiền như thế mà không phải mất công xa xả giả. Nhưng quan trọng muốn các em hiểu được bản chất đi thi họ có thay đổi như nào đó thì chúng ta biết được đúng không ạ. Đấy chứ không phải là họ để y xì phốc như trong luật đâu đúng không ạ, chúng ta phải hiểu được bản chất. Đấy là thầy mong muốn như thế. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 20 thì chúng ta xem là gì, chương 1 có tên là gì, chương 1 của luật viên chức có tên là gì. A, quyền và nghĩa vụ của viên chức. B, quy định chung, đúng không? Những quy định chung. C là gì ạ, là tuyển dụng sử dụng viên chức. Và D, khen thưởng và xử lý vi phạm. Để xin mời các em. Vâng, xin mời các em ạ. Vâng, vâng, Kim Lý là muốn đăng ký học sâu thì thế nào, thì bây giờ em hôm nay thầy đang ưu đãi cho các em nhá, để giảm nghĩa là được tặng học bổng 50%, thì nghĩa là khóa học này chỉ còn 450 thôi. Thì em nhắn tin cho thầy nhá, qua Facebook của thầy đang livestream bên này, em nhắn xong thì sau buổi học thì thầy sẽ nhắn phản hồi để hướng dẫn em đăng ký cụ thể được chưa bạn Kim Lý nhá. Đây là cách như thế được chưa. Thì ngoài ra thì em có thể là chia sẻ livestream, buổi livestream này tới 5 người bạn của mình nhá, được chưa ạ. Vâng. Vâng, các bạn đa số câu hỏi 20 thì chúng ta đều chọn là B. Tại sao chúng ta thấy là gì? Luật viên chức thì có 6 điều thôi. À quên, 6 chương. Xin lỗi, 6 chương và 62 điều. Thì chương 1 có tên là những quy định chung, chương 2 quyền và nghĩa vụ của viên chức, đúng không ạ? Chương 3 là tuyển dụng sử dụng viên chức, chương 4 là gì, quản lý viên chức, chương 5 là gì, khen thưởng xử lý vi phạm, chương 6 là điều khoản thi hành. Thì đấy, người ta hỏi là chương 1 thì chúng ta thấy rồi, thì chắc chắn là B rồi nhá. Chúc mừng các em đã là B được chưa ạ.
Chúng ta đi vào câu hỏi 21 về luật viên chức 2010. Thì viên chức bị khiển trách theo bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao lâu? A 1 tháng, B 2 tháng, C 4 tháng và D 3 tháng. Thầy xin mời các em. Và xin mời các em ạ. Vâng. Thì bạn Kim Lý rõ chưa? Đấy, thầy đã giải thích như thế rồi thì em nhắn tin cho thầy nhá. Vâng. Để tham gia khóa học. Thì chúng ta làm câu 21 chúng ta thấy. Thì với câu 21 này chúng ta phải gắn với liên quan đến khoản 1 của điều 56 và các định khác liên quan đến kỷ định kỷ luật. Thì chúng ta thấy là gì, với khiển trách thì thời hạn nâng lương kéo dài sẽ là 3 tháng, đúng không? Và chúng ta hiểu thêm một nữa, nếu mà cảnh cáo đấy là khiển trách thì là 3 tháng, thế cảnh cáo thì sao? Cảnh cáo sẽ là 6 tháng, đúng không ạ? Đấy, còn gì? Cách chức thì chúng ta thấy là gì? Là 12 tháng em nhá. Đấy thì chúng ta nhớ học 1 là biết 2 3 luôn. Với thời gian thời hạn bị kéo dài nâng lương, nếu mà khiển trách thì sẽ là 3 tháng, còn nếu cảnh cáo sẽ là 6 tháng gấp đôi lên. Còn cách chức thì chúng ta thấy là gì? Là 12 tháng, được chưa ạ? Đấy, như thế với quay lại câu 21, người ta nói là viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương sẽ bị kéo dài là 3 tháng, được chưa? Các em nhớ chưa? Vâng. Chúng ta nhớ như thế. Chúng ta đi tiếp ạ. Ở câu hỏi 22, chúng ta chuyển sang luật giáo dục em nhá. Chúng ta có 21 câu của luật viên chức, chúng ta đi tiếp vào luật giáo dục, sau đấy là các điều lệ của ba khối, được chưa? Thì câu 22, luật giáo dục 2005 gồm mấy chương và bao nhiêu điều? Này chắc là dễ rồi đúng không ạ? A 8 chương 119 điều, B 9 chương 120 điều, C 10 chương 121 điều, D 11 chương và 122 điều. Thì xin mời các em. Vâng, đấy như hàng môn viết ra rất là rõ, chúng ta nhớ học 1 là viết 2 3 luôn. Đúng không ạ? Thấy là kiểm trách thì là 3 tháng, cảnh cáo sẽ là 6 tháng và cách chức là 12 tháng, chúng ta nâng gấp đôi lên thôi nhá. Vâng, thì chúng ta thấy đây rồi, rõ ràng luật viên chức 2005 em nhá. Thì chúng ta thấy gồm 9 chương và 120 điều. Đấy, thì lúc đầu thầy cũng đã khái cắt qua về các chương điều của luật viên chức cũng như luật giáo dục rồi, đúng không ạ? Chúng ta nhớ với câu hỏi đây là bao nhiêu chương và điều của luật giáo dục, chúng ta nhớ trả lời là gì? 9 chương và 120 điều. Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi 23, vẫn là luật giáo dục. Thì chúng ta lại hỏi là văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay gồm A bằng tốt nghiệp tiểu học, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng tiến sĩ. B bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng tiến sĩ. C bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ. D bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học chính quy, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ. Thầy xin mời các em. Và xin mời các em ạ. Câu hỏi 23. Vâng. Vâng, thầy nói hết rồi đi đâu, thầy hay nhắc đi nhắc lại để chúng ta nhớ, được chưa? Đó, vâng, 23 các bạn chọn là C rất nhiều. Thì tại sao 23 chúng ta câu này chọn là C? Thì chúng ta phải căn cứ vào khoản 1 của điều 8 về văn bằng chứng chỉ của luật giáo dục 2005, người ta quy định rất rõ về bằng. Chúng ta thấy ở loại ra, ta thấy là thấy ở trong đó là gì, cái A có bằng tiểu học là chúng ta thấy không có bằng tiểu học, loại luôn. Chúng ta thấy bây giờ là tiểu học là giấy xác nhận hoàn thành tốt nghiệp do hiệu trưởng trường xác nhận thôi, thì cái tiểu học bỏ luôn rồi chưa, là cái A là bỏ được luôn rồi. Chúng ta tiếp là thấy cái B, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là gì, bắt đầu từ có trung học cơ sở ok rồi, trung học phổ thông ok rồi, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng đại học
thiếu bằng thạc sĩ, như vậy là B loại luôn. Chúng ta đi tiếp cái D là bằng tốt nghiệp trung học có rồi, ok, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, ok, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học chính quy. Ta thấy là đại học chính quy không có ở đây, không có sự phân biệt chính quy hay tại chức, đúng không ạ? Thì là gì, D loại, đúng không ạ? Và chúng thấy cái C này đầy đủ nhất, nó đúng, có số lượng văn bằng bằng là chúng ta thấy là có 7, đúng không ạ? 7 văn bằng. Thứ nhất là bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, hai là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, ba bằng tốt nghiệp trung cấp, bốn tốt nghiệp cao đẳng, năm đại học, sáu thạc sĩ và bảy là tiến sĩ, được chưa? Đấy, chúng ta nhớ cách loại như thế để hiểu bản chất. Vậy 23 các em hiểu chưa? Vâng, nha, chúng ta chọn là C và mà lý do là như thế, được chưa? Đấy, được chưa? Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi số 24 là theo luật giáo dục sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục hiện nay, nghĩa là luật giáo dục sửa đổi 29 đấy. Sửa đổi 29 thì việc phổ cập giáo dục được thực hiện ở cấp nào đây ạ? Cấp học nào? A. Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục cho cơ sở. B. Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. C. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung sở. D. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Để xin mời các em. Xin mời các em ạ. Vâng, các bạn ở đây chọn C rất nhiều. Thì chúng ta biết tại sao là chọn là C, đúng không? Thì chúng ta thấy đối chiếu ở đây với luật giáo dục 2005 và luật giáo dục sửa đổi bổ sung 2009. Nó nằm ở điều 11, chúng ta thấy về phổ cập giáo dục. Ở khoản 1 điều 11 2005 người ta nói là gì? Giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở là các cấp phổ cập giáo dục, đúng không? Thì chúng ta thấy với 2009 họ sửa đổi thêm, nghĩa là khoản 1 điều 11 người ta thêm cái từ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đấy, đúng không? Ta thấy thêm vào đó là sự khác. Thì nó thấy rõ ràng đáp án đây phải là C, đúng không? Và chúng ta thấy là cái A kia nó chỉ nói là phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở thôi, là chưa đủ, thiếu gì? Giáo phổ cập giáo dục mầm non. Tiếp tục là gì, B nó sai, nó thấy là gì, chúng ta chưa phổ cập trung học phổ thông, đây nó đề điền thêm là gì, cả phổ cập và phổ thông. Tiếp cái D nó sai là chúng ta thấy là gì, chúng ta nói đây là 5 tuổi đã có rồi, tiểu học, trung học cơ sở và cả trung học phổ thông là cũng sai. Và chúng ta thấy có ba cái là phổ cập mầm non, phổ cập gì tiểu học và gì phổ cập trung học cơ sở. Như vậy C là chính xác em nhé, căn cứ vào khoản 1 điều 11 của luật giáo dục 2005 và khoản 1 điều 11 của luật giáo dục sửa đổi 2009, được chưa? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 25. Theo điều 11 thì luật giáo dục 2005 thì mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt A trình độ tiểu học, B trình độ trung học cơ sở, B C trình độ trung học phổ thông và D trình độ giáo dục phổ thông. Thì xin mời các em. Câu hỏi 25. Vâng, nên quất hàm phương ghi ra nó là rõ, đúng không ạ? Đấy, ta nhớ được như thế nhá. Đấy, 5 tuổi rồi tiểu học và trung học cơ sở thôi, đúng không ạ? Không có trung học phổ thông, được chưa? Và 2 năm thì các bạn chọn là D, đúng không ạ? Thì tại sao chọn là D? Thì chúng ta phải căn cứ vào khoản 2 của điều 11 của luật giáo dục 2005, đúng không ạ? Nói là gì? Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập. Thì trong luật giáo dục có hai cái đáp án hướng tới trình độ giáo dục phổ cập mà các em lưu ý, đó là gì, liên quan mọi công dân trong độ tuổi, đúng không, học tập để đạt trình độ phổ cập. Cái thứ hai là gì, gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho thành viên gia đình trong độ tuổi quy định học tập để đạt trình độ phổ cập. Đấy là hai cái đáp án hướng tới trình độ phổ cập, đó là gì, mọi công dân thì đều có nghĩa vụ để đạt trình độ phổ cập, rồi gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho thành viên để đạt được trình độ phổ cập. Đấy, thì trong luật giáo dục 2005 có hai câu hướng tới trình độ phổ cập thì các em nhớ như thế nhá. Chúng ta đi vào câu hỏi 26. Theo luật giáo dục 2005 thì chương trình giáo dục có mấy nội dung và nằm ở điều nào? A. 2 nội dung điều 4, B. 3 nội dung điều 6,
C 4 nội dung điều 6 và D 5 nội dung điều 6. Thầy xin mời các em ở câu hỏi 26. Xin mời các em ạ. Bạn là Nga thì khuất hay là khuất thì Nga, bao giờ thầy lại sửa đề để em in? Thì ra như thầy nói là định kỳ thì thầy sẽ định kỳ giảng trên trang tài liệu thi viên chức này vào tối thứ tư hàng tuần và vào lúc 20:30, đúng không ạ? Và trước khi giảng buổi sáng bây giờ thầy đưa gửi thông báo để chúng ta biết từ sáng, ta biết hôm nay chúng ta sẽ livestream về nội dung gì. Như hôm nay thầy ghi rõ nội dung về các văn bản liên quan, dù chiều nay Hà Nội mới có văn bản chính thức ký đóng dấu mà thầy đã biết một số thông tin, thấy là thầy đã đưa ra các văn bản các em thông báo đấy, thì liên quan đến giới hạn tài liệu Hà Nội cho ba khối, đúng không? Thầy đã đưa văn bản từ luật viên chức, luật giáo dục 2005, 2009 cũng như là điều lệ của ba khối, đúng không ạ? Để các em biết, đồng thời thầy soạn cái đề, thầy thường là up cái bộ đề trước trước khi livestream cả file ảnh và cả file PDF để các em dùng điện thoại và máy tính em nhá. Còn ngoài ra thì em muốn muốn học theo lớp riêng của thầy thì sau buổi học này thì em có thể là nhắn tin đăng ký cho thầy, với điều kiện chúng ta biết là hôm nay thầy sẽ ưu đãi để giảm 50%, đúng không? Học phí khi mà các em xem livestream và chia sẻ livestream với 5 người bạn của mình, hoặc là chúng ta có thể lập nhóm 5 nhóm bạn để hưởng chính sách đó. Đấy, chia sẻ bạn Nga thì khuất như thế nhá, anh khuất thì Nga vì tên Facebook như vậy. Vâng, được chưa? Vâng, nhìn vâng thì chúng ta là như thế nhá. Vâng, thì em vào sau thì tối thứ tuần, đúng rồi, tối thứ tư định kỳ, đây là buổi thứ 9 rồi, thầy định kỳ để ta tạo một thói quen. Đấy, hy vọng là kết thúc để cái phục vụ thúc cho các em hết Hà Nội thì sẽ đến các địa phương khác, hy vọng là thầy không phải dừng lại, đúng không ạ? Hy vọng sắp tới có thể là Tuyên Quang, có thể là Hòa Bình. Đấy, thì các địa phương cũng chuẩn bị thi tiếp rồi, đúng không ạ? Thì quay lại câu hỏi ở đây nhá, thì chúng ta thấy để trả lời được thì chúng ta căn cứ rất rõ ở đây và nội dung ở đây, chứ về chương trình giáo dục thì chúng ta đây nó nằm ở nội dung của điều chương 6, và chương 6 này có bốn nội dung thôi, đúng không ạ? Về chương trình giáo dục thì nó là một điều 6, nó nằm ở điều 6 các em nhá, và nó có bốn nội dung. Như vậy chúng ta chọn đáp án là gì, là C, bốn nội dung ở điều 6, được chưa ạ? 26 là C. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 27. Thì theo điều 6 luật giáo dục 2005 thì cơ quan nào quy định về việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức lũy tiến chỉ? A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Tạo. B. Chính phủ. C. Hiệu trưởng trường đại học. Và D. Thủ tướng Chính phủ. Thầy xin mời các em. Xin mời các em ạ. Và đấy, Quảng Ngãi cũng thế, và có thể tuần tới thầy sẽ livestream dành cho Quảng Ngãi, Quảng Ngãi khá nhiều văn bản, và chủ nhật thi rồi ạ, và Quảng Ngãi, Lào Cai thì nhiều văn bản thật đấy, và thì Quảng Ngãi có thể sắp xếp thì thầy sẽ sắp xếp livestream riêng nhá, dành riêng. Thầy xem một số văn bản của Quảng Ngãi rất là nhiều, thì các bạn chọn là A, đúng không ạ? Rất là nhiều A. Thì tại sao là A? Thì chúng ta thấy có những căn cứ nó rất là quan trọng ở câu hỏi này. Thì chúng ta thấy là cũng là khoản 6, nó thấy là quên điều 6. Thì đoạn dưới là khoản 4 ấy của điều 6, nó là gì? Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ nhá. Thì thấy đáp án ở đây chúng thấy chắc chắn là phải chọn là A, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, đúng không ạ? Đấy, là cơ quan quy định về chương trình giáo dục theo hình thức tín chỉ, được chưa? Đấy là câu hỏi 27. Câu hỏi 28, theo điều 7 luật giáo dục 2005, cơ quan nào quy định việc dạy và học bằng tiếng ngoại nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác? A. Bộ trưởng Bộ Giáo tạo. B. Chính phủ. C. Hiệu trưởng trường đại học. Và D. Thủ tướng Chính phủ. Để xin mời các em ở câu hỏi 28. Mời các em ạ.
Vâng, quy định gắn với chính phủ thì nó sẽ thiên nhiều hơn ở luật viên chức em nhé, còn luật giáo dục thì chúng ta sẽ thiên nhiều hơn về Bộ Giáo dục và Đào tạo, đúng không ạ, cũng như Bộ trưởng Bộ Đào tạo đó. Vâng, thì thầy sẽ cố gắng thì các em sắp xếp, quan trọng là số lượng người ấy, vâng, nó đủ lớn để chúng ta tham gia nhá, được chưa? Vâng, thì các bạn ở đây tại sao tài 28 chọn là D, thì chúng ta thấy phải căn cứ ở đây là gì, khoản 1 của điều 7 đấy, Thủ tướng Chính phủ quy định về việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Như vậy chúng ta thấy là câu 28 phải chọn là D nhá, chúng ta thấy căn cứ rất rõ vào cái nội dung khoản 1 điều 7, được chưa? Và chúng ta đi tiếp ở câu hỏi, vào đây có hai câu hỏi 28 trùng, đúng không ạ? À, thực ra là 29 thì đánh số thôi, nó là 29 đấy. Và thì các em sửa giúp thầy, đâu đây là câu 29, được chưa? Thì câu 29 là gì? Theo điều 7 luật giáo dục 2005 thì cơ quan nào quy định việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số? Thì thấy A là Bộ trưởng Bộ Đào tạo, B Chính phủ, C Hiệu trưởng trường đại học và D Thủ tướng Chính phủ. Thầy xin mời các em. Và xin mời các em ạ. Vâng, thì chúng ta thấy rõ ràng câu hỏi 29 này, đúng không ạ? Chúng ta thấy là chúng ta phải căn cứ, đúng không ạ, ở câu điều 7 thôi. Ta thấy rất là rõ là có đoạn nó thấy là gì, Thủ tướng Chính phủ, đúng không ạ? Ở đây là Chính phủ, nên là việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số được thực hiện quy định bởi Chính phủ các em nhé. Đấy là khoản 2 điều 7, thì chúng ta thấy đáp án khoản 2 điều 7, ta thấy rõ, thì chúng thấy ở câu hỏi 29 này liên quan chính cơ quan nào quy định việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số thì căn cứ vào khoản 2 điều 7 chúng ta phải chọn là B Chính phủ, được chưa? Chúng ta đi vào câu hỏi 30 là theo điều 11 của luật giáo dục 2009 ấy, thì cơ quan nào quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục? A Bộ trưởng Bộ Đào tạo, B Chính phủ, C Nhà nước, D Thủ tướng Chính phủ. Để xin mời các em ở câu hỏi 30. Xin mời các em ạ, hỏi 30. Vâng, nếu như bạn Nga, Khuất Thị Nga ghi thế được thì chúng ta sẽ hiểu. Vâng. Thì ở đây ta chọn là C rất nhiều ở câu hỏi 30. Thì chúng ta thấy theo đối chiếu với luật giáo dục 2009, chúng ta thấy có đoạn là gì? Ở cái khoản 1 của điều 11 đấy, nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước. Thì chúng thấy đáp án ở đây theo căn cứ khoản 1 điều 11 luật giáo dục 2009, chúng ta thấy đáp án đây là C các em nhá. Nhà nước chính là cơ quan quyết định kế hoạch phổ cập, được chưa? Đấy, liên quan phổ cập là gắn với nhà nước, được chưa? Vâng. Chúng ta đi tiếp câu hỏi 31. Thì theo điều 15 của luật giáo dục 2005 thì đâu là vai trò trách nhiệm của nhà giáo? A Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, nhà giáo không ngừng học tập rèn luyện, nêu gương. B Nhà giáo giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo chất lượng, nhà giáo không ngừng học tập rèn luyện, nêu gương tốt cho người học. C Nhà giáo giữ vai trò chính trong đảm bảo chất lượng giáo dục, nhà giáo nêu gương tốt cho người học. Và D Nhà giáo giữ vai trò chủ yếu trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, nhà giáo không ngừng học tập rèn luyện, nêu gương tốt cho người học. Xin mời các em hỏi A, B, C, D. Chúng ta thấy ở điều 15 nhá. Vâng. 31 này chúng ta chọn là A rất nhiều, chọn cả là D cũng có, đúng không ạ? Thì tại sao thế? Chúng ta thấy phải căn cứ ở đâu?
chúng ta thấy ngay cái đoạn đầu của điều 15 thôi, ta thấy người ta nói là gì, nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, đấy là vai trò. Còn trách nhiệm là gì, nhà giáo phải không ngừng học tập rèn luyện nêu gương tốt cho người học. Thì nó thấy với nội dung như thế chúng ta phải chọn đáp án là A, là đầy đủ. Còn cái B nó sai, giữ vai trò chủ đạo không phải, nó C vai trò chính không phải, nó D là gì, vai trò chủ yếu không phải. Mà chúng thấy chữ nhất là vai trò quyết định, đấy, nhà giáo vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, đúng không ạ? Chúng ta thấy chính vai trò quyết định đấy, chúng ta thấy là gì, nhà giáo phải có trách nhiệm hơn đấy, trong việc nâng cao kiến thức của mình đấy. Như nhà nước thì có chính sách, chúng ta thấy là có chế độ đãi ngộ tốt hơn, đúng không ạ? Chúng ta thấy là như thế, đúng không ạ? Để nhà giáo tâm huyết gắn bó với nghề, đúng không ạ? Sắp tới thì theo quy định mới, sắp tới họ dự thảo về cái lương mới cho giáo viên thì chúng ta thấy lương các em sẽ tăng lên đấy, khoảng hơn chục triệu đấy nhá. Vâng, chúng ta cố gắng đỗ viên chức đợt này đi thì sắp tới lương bổng sẽ được cải thiện nâng cao nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 32. Theo điều 17 luật giáo dục 2 năm về kiểm định chất lượng giáo dục của luật giáo dục, thì kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm A, xác định mức độ thực hiện mục tiêu giáo dục đối với nhà trường và cơ sở dục khác, B, xác định mức độ thực hiện chương trình giáo dục đối với cơ sở đối với nhà trường và cơ sở dục khác, C, xác định mức độ thực hiện nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở dục khác, D, cả ba đáp trên đều đúng. Thì xin mời các em câu hỏi 32. Và cảm ơn các bạn đã đưa ra câu trả lời trước. Và ta đi tiếp ở câu hỏi tiếp theo, đúng ở câu hỏi 32 thì các bạn chọn là D rất là nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy ở điều 17 thì chúng ta thấy rất là rõ tại sao chọn là D. Thấy là người ta nói là gì, ở điều 17 đó là gì, kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ, đúng không, thực hiện mục tiêu chương trình nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở dục khác. Thì chúng ta bản chất cái câu này, hai câu này họ vẽ ra thôi về từ xác định mục tiêu rồi chương trình nội dung, đúng không ạ? Như vậy cả ba cái thì dành cho nhà trường và cơ sở dục khác, như vậy là D các em nhá. Câu 32 là D, chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 33. Câu hỏi là chương 1, tên những quy định chung của luật giáo dục 2005 thì gồm bao nhiêu điều? A 20 điều, B 19 điều, C 21 điều và D 22 điều. Thì xin mời các em câu hỏi 33. Và xin mời các em. Vâng. Ta đi tiếp ạ. Và bạn Lê Hường là 33A, các bạn khác thì sao ạ? Chúng ta thấy rồi ở chương 1 này, đúng không? Rõ ràng là có 20 điều, đúng, từ điều 1 đến điều 20. Chúng ta thấy hỏi chương 1 chúng ta nhớ là có 20 điều em nhá. Thì là câu 33 là A, đúng không? Thế này rõ ràng rồi, rõ như ban ngày rồi, đúng không? Rất là rõ. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 34, điều 40 của luật giáo dục 2005. Thì nội dung giáo dục đào tạo phải có tính A, tính hiện đại, B, tính phát triển, C, tính khoa học và D, tính hiện đại và phát triển. Đây, xin mời các em. Xin mời các em ạ. Đấy, nội dung nào giáo dục đại học, vâng, có tính gì, vâng, giáo dục đại học ạ. Chúng ta xem điều 40 nhá. Vâng. Tiếp ở câu 34 được chưa ạ? Vâng, thì chúng ta đều chọn là D. Chúng ta thấy ở điều 40 nói rất rõ rồi. Đấy, về nội dung giáo dục đại học thì chúng ta thấy phải đảm bảo tính hiện đại và phát triển em nhá. Thì chúng ta thấy là câu này, câu 34 chọn là D em nhá. Vâng. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 35. Đối tượng nào không dưới đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật viên giáo dục? A, hệ thống giáo dục quốc dân, B, nhà trường, cơ sở giáo dục khác, hệ thống giáo dục dân của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội của lực lượng vũ trang nhân dân, C, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, D, nghị quyết ban chấp hành trung ương đảng lần 2 khóa 8 về giáo dục đào tạo khoa học công nghệ. Hãy xin mời các em. Hãy
Xin mời các em làm tiếp câu hỏi 35. Thì chúng ta thấy đi quá lửa rồi, mà thầy nhắc các em chúng ta thấy cố gắng nhá, cùng làm để sao hoàn thành hết 60 câu, và xem 60 câu chúng ta xem chúng ta làm được bao nhiêu câu, liệu có qua được 30 câu không, chúng ta mới vào qua được vòng 1 và vòng 2, đúng không ạ? Chắc là dễ dàng thôi, đặc biệt là đấy, thầy có những cái phần thưởng rất là nhỏ thôi, khuyến khích cho các em khi mà chúng ta làm bài nhá, và chúng ta đạt kết quả tốt, đúng không ạ? Thì có những cái thẻ Viettel dành tặng cho các em, dành cho 4 bạn có thành tích tốt nhất trong cái buổi tối ngày hôm nay nhá. Thì chúng ta cố gắng được chưa ạ? Vâng, ta đi làm câu hỏi 35 được chưa ạ? Thì các bạn đưa ra câu 35 thì chúng ta đều chọn là D, là chúng ta căn cứ nhìn vào khoản điều 1 của luật giáo dục, ta thấy là gì? Điều 1 về phạm vi điều chỉnh, ta thấy là không có nào nhắc tới, đúng không, liên quan đến án D, đúng không ạ? Chúng ta thấy về nghị quyết của nghị ban hành trung ương đảng lần 2 đấy, như vậy là D đây không phải được chưa ạ? 35 là D, chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 36. Theo khoản 2 điều 3 của luật giáo dục, quy định về nguyên lý giáo dục, hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp lao động sản xuất, là chấm chấm là sẽ điền gì vào đây? Rồi giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. A. Đào tạo gắn liền với địa chỉ. B. Kỹ năng gắn liền với đạo đức. C. Người dạy gắn liền với người học. Và D. Lý luận gắn liền với thực tiễn. Thầy xin mời các em khoản 2 điều 3. Xin mời các em câu hỏi 36. Vâng, chữ nhanh thì sợ giải thích cho các bạn xong nghe lại không hiểu thôi, thầy không khó khăn gì cả. Thầy muốn chậm mặt chắc thì chúng ta hiểu được từng câu nhá. Đấy. Nên trong trường hợp mà không được thì chúng ta quá cùng gian thì chúng ta có thể làm đến câu 50 thôi nhá, 50 hoặc 51 hết cái luật giáo dục luật viên chức. Còn có 9 câu liên quan đến 3 điều lệ thì chúng ta có thể các mỗi khối chúng ta làm riêng, và chúng ta sẽ gửi cho thầy đáp án, hoặc là mai thầy sẽ up toàn bộ đáp án lên nhá. Thì có cách như thế, quan trọng nhất là trọng tâm chúng ta đi vào cái nội dung của luật viên chức luật giáo dục. Còn buổi sau thì thầy sẽ tập trung vào các cái điều lệ, được không ạ? Mỗi buổi chúng ta trọng tâm như thế nó cân đối hơn, được không ạ? Vâng. Thầy nghĩ chúng ta cứ chậm mà chắc là chúng ta đến đâu học được đến đấy, được không? Còn cái thời gian chúng ta thấy cân đối, nhưng mà quá muộn quá thì chúng ta thể dừng nhá, cho đảm bảo thời gian. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải có nghe hiểu được lý do tại sao. Thì quay lại cái đáp án khoản 36, chúng ta thấy là gì? Cái này nó khoản 2 điều 3 thì nó rất rõ, đây người ta nói rồi, hoạt động giáo dục gắn liền, đúng không, nguyên đi lý luận phải gắn liền thực tiễn, đúng không? Ta thấy rõ ràng như vậy thì đáp án đây là gì? 36 phải là D nhá, cái điền vào chấm chấm đấy sau lao động sản xuất chính là lý luận gắn liền với thực tiễn, được chưa? Đấy chính là cái nguyên lý giáo dục. 36 là D anh em nhá. Chúng ta tiếp đi nói 37, học đi đôi với hành, đấy nó đảo ngược lại thôi, ta xem. Vâng, giáo dục kết hợp lao động sản xuất thực tiễn cũng là trường gia đình xã hội, thì đây là cái gì? A. Mục tiêu giáo dục. B. Tính chất giáo dục. C. Nguyên lý giáo dục. D. Tất cả đều sai. Thì xin mời các em hỏi 37. Câu này thì rất nhanh thôi, đúng không ạ? Vâng, câu hỏi đây trao đổi các bạn cho bạn hỏi thì liên quan live stream thì thầy đều up các trước khi học, thì chúng ta thấy là định kỳ thứ tư hàng tuần, đúng không ạ? Thầy đều live stream trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục vào lúc 20:30 nghĩa 8:30 tối, và buổi sáng thì thầy thường up thông báo trước, nói về nội dung chúng ta học trao đổi, và trước khi live stream thì thầy up các bộ đề lên để các em làm nhé, thì trả lời cho một số bạn nào câu hỏi. Còn thầy nghĩ thế chúng ta giải thích nhớ lâu hơn nhé, chúng ta học cố gắng đi chút, để muộn một chút cũng được. Còn bạn nào có con nhỏ hoặc là mệt quá thì chúng ta có thể nghỉ trước, mai chúng ta hoàn toàn thể nghe lại nhé. Và muộn quá thì chúng ta chỉ làm đến khoảng câu 50-51 thôi, không sao cả, được chưa? Thì 9 câu còn lại thầy chia cho 3 khối, mỗi câu 3 khối thì chúng ta phải làm sau, nên tùy các em ta xem cân nhắc thời gian nhé. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Câu này chắc chắn phải là C rồi, đã nhắc ở câu trước rồi, đây chính là nguyên lý giáo dục, được chưa? 37 là C các em nhá. Chúng ta đi vào câu hỏi 38. Luật giáo dục 2005 quy định về hội đồng trường có bao nhiêu nhiệm vụ? A 7, B 4, C 5, D 6. Đấy, những câu hỏi này nó hơi củ chuối, đúng không? Chúng ta phải nhớ và gắn ghi vào luôn. Hội đồng trường thì có bao nhiêu nhiệm vụ?
Mời các em ạ. Câu hỏi 38, vâng. Hường là B, các bạn khác thì sao ạ? Vâng. Vâng, thì chúng ta thấy tại sao chọn là B thì chúng ta phải căn cứ ở khoản 2 của điều 53 đấy, quy định về các nhiệm vụ hội đồng trường đấy, họ có bốn nhiệm vụ rất rõ là quyết nghị về mục tiêu, quyết nghị về quy chế sửa đổi, quyết nghị về chủ trương chủ tài chính và gì giám sát thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường. Thì đấy, người ta hỏi là hội đồng trường có bao nhiêu nhiệm vụ, người ta nhớ là bốn nhá, được chưa ạ? Ta đi tiếp vào câu hỏi 39. Luật giáo dục, theo luật giáo dục 2005 thì hội đồng tư vấn trong nhà trường do ai thành lập? A. Công đoàn thành lập. B. Hiệu trưởng thành lập. C. Hội cha mẹ học sinh thành lập. Và D. Điều lệ nhà trường quy định. Thì xin mời các em hỏi 39. Hội đồng tư vấn trong nhà trường. Và vâng, cảm ơn các em có câu hỏi trả lời ở câu hỏi 38. Chúng ta đi tiếp hỏi 39. Vâng, xin mời các em. Chúng ta tại sao chúng ta chọn là B? Các em chọn B rất nhiều. Chúng ta căn cứ ở điều 55 thôi. Nó hội đồng tư vấn trong nhà trường do hiệu trưởng thành lập các em nhá. Chúng ta nhớ căn cứ điều 55 thì trả lời được, ở đây là gì? 39 là B, hiệu trưởng thành lập hội đồng tư vấn. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 40. Theo luật giáo dục 2005 và sửa đổi 2009 thì tổ chức loại hình trường nào sau đây không có trong hệ thống giáo dục quốc dân? A. Trường dân lập. B. Trường tư thục. C. Trường bán công. Và D. Trường công lập. Để xin mời các em. Được chưa? Vâng, 40 là chọn A, chọn C rất nhiều. Đúng không ạ? Chúng ta thấy cái này căn cứ chúng ta thấy vào điều 48 của luật giáo dục, đúng không ạ? 2005 thì chúng thấy người ta quy định ở trong đây, chúng ta thấy chỉ có ba loại trường thôi. Đó là trường công lập thì do nhà nước thành lập, trường dân lập thì do cộng đồng dân cư thành lập, trường tư thục thì do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thành lập. Như vậy là thấy không có hoàn toàn nhắc tới trường bán công. Như vậy là thấy ở câu hỏi này chúng ta thấy chọn là C, trường bán công nhá, được chưa? Chúng ta đi tiếp điều câu hỏi 41. Theo luật giáo dục 2005 có bao nhiêu cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân? A 3, B 4, C 5, D 6. Tôi xin mời các em. Có bao nhiêu cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân? A 3, B 4, C 5, D 6. Tôi xin mời. Mời các em ạ. Vâng. Mời em trả lời câu hỏi 41 ạ. Vâng. Tôi có muộn chút thì mọi người cố gắng nhá. Vâng. Chúng ta các bạn 41 đây chọn chọn là gì ạ? Là C à? Ta nhớ đây là phải là B nhá. Thì chúng ta tại sao chọn là B? Chúng ta căn cứ ở khoản 2 điều 4, điều 4 đúng không? Khoản 2 điều 4 của luật giáo dục cho thấy là cấp học đây có giáo dục mầm non đúng không? Là thứ nhất, mầm non thì có già trẻ rồi mẫu giáo. Hai là gì? Giáo dục phổ thông thì có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thứ ba là gì? Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Và thứ bốn là giáo dục đại học và sau đại học, chúng ta gọi chung là giáo dục đại học đấy. Thì đào tạo chung cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Như vậy nhớ hệ thống giáo dục dân có 4 cấp học không em nhá. Được chưa? Chúng ta nhớ là 4 là B, 41B. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 42. Theo luật giáo dục 2005 thì chương 2 hệ thống giáo dục quốc dân gồm bao nhiêu mục, bao nhiêu điều? A 5 mục, 20 điều. B
5 mục 27 điều, C 6 mục 27 điều, D 6 mục 27 điều. Được. A 5 mục 20 điều, B 5 mục 27 điều, C 6 mục 20 điều, D 6 mục 27 điều. Tôi xin mời các em. Chúng ta nhớ chương 2 nhá. Vâng. Được chưa? Xin mời các em ở câu hỏi 42. Thì đáp án đây chúng ta thấy là gì? Ở câu này chúng ta phải chọn là gì ạ? Vâng. Ta chọn là B, 5 mục 27 điều nhá. Ta thấy cái chương ở đây chương 2 có tên là hệ thống giáo dục dân, có 5 mục và 27 điều, nó bắt đầu từ điều 21 đến điều 47. Chúng ta nguyên tắc để ra số điều chuẩn, chúng ta lấy số điều cuối trừ đi điều đầu cộng 1, chúng ta lấy 47 trừ đi 21 thì bằng 26 cộng 1 sẽ bằng 27. Ta thấy chương 2 về hệ thống giáo dục dân sẽ gồm 5 mục 27 điều từ điều 21 đến điều 47, được chưa? Ta nhớ về số chương như thế, được chưa? Vâng, mọi người cố gắng lên ạ. Vâng. Chúng ta đi tiếp ạ. Ở câu hỏi số 43. Theo luật giáo dục 2005 thì học sinh học hết chương trình trung học phổ thông có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được ai cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông? A. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở. B. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện. C. Giám đốc sở đào tạo. Và D. Tất cả em trên đều sai. Thì xin mời em khoảng 43. Vâng, chúng ta thấy các em đây chọn ở đây là gì, là C đúng không? C rất nhiều. Thì tại sao thế? Chúng ta phải căn cứ vào luật ở đây, chúng ta căn cứ vào khoản 3 của điều 31 là nói học sinh học hết chương trình học phổ thông có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo được thi và nếu đạt yêu cầu thì được Bộ Giáo dục được Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh thành phố đúng không? Thì chúng ta thấy bằng cơ bằng tốt nghiệp trung học và phổ thông. Như vậy chúng thấy với bằng trung học phổ thông thì sẽ do gì? Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo. Còn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở thì sẽ do trưởng phòng giáo dục đào tạo cấp quận huyện cấp. Đấy, còn với tiểu học thì chúng ta thấy là giờ giấy là giấy xác nhận tốt nghiệp do hiệu trưởng. Nên là thẩm quyền từ nhỏ đến lớn là thấy là gì? Với tiểu học sẽ là gì? Hiệu trưởng các trường xác nhận. Với trung học cơ sở thì do trưởng phòng giáo dục đào tạo quận huyện cấp. Còn với trung học phổ thông sẽ do gì? Giám đốc sở giáo dục đào tạo cấp bằng. Đúng không? Còn sau này chúng ta đi học lên cao, ta trình độ đào tạo về các trung cấp thì đấy là hiệu trưởng các trường, về sơ cấp dạy nghề sẽ là gì, thủ trưởng các cơ quan dạy nghề. Đấy, còn bình thường thấy các trường về bằng về cao đẳng hay là đại học cao đẳng thì có thể do hiệu trưởng trường cao đẳng, còn nữa là chúng ta thấy là gì, hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng. Đấy, còn đại học thì chắc chắn là hiệu trưởng các trường đại học rồi, và một thạc sĩ tiến sĩ thì hai cái này thấy do trường đại học và viện nghiên cứu khoa học, có thể cả hai. Chúng ta giải thích về thẩm quyền như thế. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 44. Theo luật giáo dục 2005 thì quy định nhà giáo phải có tiêu chuẩn nào sau đây? A. Phẩm chất đạo đức tưởng tốt. B. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ. C. Đủ sức khỏe, lý lịch rõ ràng. D. Cả ba đáp án trên đều đúng. Thì xin mời các em hỏi 14. Được chưa? Vâng. Như câu hỏi 44 đúng không ạ? Thì chúng ta thấy để trả lời được, chúng ta thấy về tiêu chuẩn nhà giáo thì chúng ta thấy là căn cứ ở đây là gì, ở ở khoản 2 điều 70, những tiêu chuẩn của nhà giáo hay đây trên liệt kê ở đây, chúng ta thấy từ có từ phẩm chất đạo đức tư tưởng đạt chuẩn nghề nghiệp đủ sức khỏe lý lịch, chúng ta thấy để chọn đây đó là cả ba đáp án đều đúng em nhá, câu 44 là phải là D, cả ba đáp án trên đều đúng. Chúng ta đi tiếp vào khoản 45. Theo luật giáo dục 2005 thì cơ quan nào ban hành quy định cơ chế thu
sử dụng học phí đối với tất cả loại hình cơ nhà trường và cơ sở giáo dục khác: A. Bộ Giáo dục Đào tạo, B. Bộ Tài chính, C. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính và D. Chính phủ. Xin mời các em ở hỏi 4 năm. Xin mời các Và xin mời ạ. Vâng, các bạn đưa ra là D rất nhiều, cả C cũng có. Thì cái này chúng ta căn cứ vào liên quan về khoản 2 của điều 105, còn học phí và lệ phí tuyển sinh, nó nói là chính phủ quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với tất cả các loại trường và cơ sở dục khác, được chưa? Và chúng ta thấy thì chúng ta thấy là như thế. Còn với Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp Bộ Giáo dục Đào tạo, Thủ tướng văn quản nước về dạy nghề quy định về mức thu học phí lệ phí tuyển sinh đối với cơ sở dục công lập trực thuộc trung ương. Còn quay lại câu hỏi chúng ta là đây phải là chính phủ nhá, liên quan cơ chế thu và dụng học phí đối với tất cả các loại hình trường và cơ sở dục khác. Như vậy là đáp án 45 là D, được chưa? Chúng ta đi tiếp vào khoảng 46. Luật Giáo dục 2005 quy định về điều lệ nhà trường thì có mấy nội dung: A 7, B 6, C 8 và D 9. Để xin mời các em, điều lệ nhà trường có bao nhiêu nội dung? Xin mời các em ạ. Xin mời các em ạ. Vâng, các bạn chọn những đáp án khác nhau. À, rất nhiều. Đúng rồi, chúng ta xem chọn như thế nào để cho đúng ạ. Thì cơ 46 này chúng ta thấy phải căn cứ vào luật giáo dục 2005, cụ thể là khoản 2 của điều 52 điều lệnh nhà trường. Chúng ta thấy với nhiệm vụ quyền hạn của nhà trường đấy là có một chúng ta thấy điều lệnh nhà trường: một là nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, hai là tổ chức hoạt động nhà trường, ba nhiệm vụ và quyền hạn nhà giáo, bốn là gì nhiệm vụ quyền của người học, năm là gì tổ chức và quản lý nhà trường, sáu là quản lý tài sản và tài chính nhà trường, bảy là quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Đấy, thì điều lệ nhà trường có những nội dung như thế, được chưa? Chúng ta nhớ là 7 nhá, bảy nội dung như thầy vừa trao đổi. Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi 47. Theo luật giáo dục 2005 thì một trong những nhiệm vụ của người học theo điều 85 của luật giáo dục 2005 là gì? A. Được học trước tuổi, vượt lớp hoặc rút ngắn một thời gian theo chương trình độ tuổi cao hơn. B. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ nhân viên nhà trường. C. Được sử dụng trang thiết bị. D. Được nhà trường, cơ sở giáo dục khác tôn trọng với sự bình đẳng, được cung cấp thông tin về việc học và rèn luyện của mình. Xin mời các em ở câu hỏi 47. Rồi, chúng ta cố gắng lên nhá. Vâng. À, mọi người bảo làm 50 câu ạ. Vâng. Chúng ta thống nhất. Em ơi, thống nhất làm hết 60 câu hay 50 câu hay 51 câu là dừng ạ. Ở đây liên quan đến viên chức và giáo dục thì chúng ta có 51 câu. Phần 9 câu còn lại dành cho 3 khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Thì các em thống nhất như thế nào đi ạ? Và đây thì thoải mái thôi. Vâng, sợ các em vì còn gia đình, con nhỏ, chồng con nữa, đúng không ạ? Và xin mời các em với ý kiến, chúng ta sẽ làm hết 60 câu hay là chúng ta làm đến câu 51 hết cả của luật giáo dục và viên chức. Xin mời các em. À, các bạn cũng tổng kết dần xem số lượng như thầy đã giải đáp, thế chúng ta sẽ đạt bao nhiêu câu rồi báo báo lại nhá. Và như Thương Ruby và 60 câu, và bông cải trắng cũng thế, Nguyễn Hường thì 51 và Nga thì Quất 60, và rất nhiều ý kiến. Và thì quay lại câu 47 chúng ta thấy để nhớ này, người ta hỏi là nhiệm vụ người học, chúng ta nhớ ở đây người ta có ba đáp án A, C, D đều có chữ được, mà thầy nói với các em là được nó gắn với quyền, quyền là được, được là quyền.
Thì như vậy chúng ta đừng có hỏi về nhiệm vụ, vì vậy ta loại được ba cái đáp án rồi. Chúng ta cần không cần nắm nội dung, thấy được là gì, là ba cái là gì, A, C và D, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta chỉ còn B là tôn trọng nhà giáo thôi, là nhiệm vụ các em nhá. 47 là B, được chưa? Thì chúng ta thấy rất là rõ ở điều 85. Chúng ta đi tiếp ở điều ở câu hỏi 48. Trường nào do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước? A, dân lập. B, công lập. C, tư thục. Và D, cả ba đáp trên. Để xin mời các em. Xin mời các em ạ. Mời các em ạ. Vâng, nên làm hết thì chúng ta cùng cố gắng nhá. Vâng, mọi người cố gắng. Vâng, thầy đã đọc rồi mà. Đến câu bao nhiêu thầy đọc ra thấy có 60 câu, đúng không? Thầy đã đọc rồi. Chúng ta thấy với câu này chúng ta phải áp dụng ở điều 48 các em nhá. Thì liên quan đến thấy liên quan về liên quan đến câu hỏi là trường nào do tổ chức xã hội. Chúng ta thấy đúng không? Thì chúng ta thấy là tìm từ kỳ ở đây, tổ chức xã hội. Mà thầy cũng đã nhắc nhiều lần với các em để chúng ta nhớ. Đúng không ạ? Là gì? Đức toán đến tổ chức xã hội sẽ là do trường tư thục có chữ T. T, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đúng không ạ? Đấy, còn chúng thấy là trường dân lập, chúng ta thấy là do cộng đồng dân cư, dân lập là dân cư, còn công lập là sẽ gắn với nhà nước, công lập là gắn vào nước, đúng không ạ? Dân lập là dân cư, còn tư thục là gắn với T, tổ chức xã hội, tổ chức kinh xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế đấy. Nên như thế cách đấy chúng ta thấy với căn cứ vào điểm C khoản 1 của điều 48 chúng ta thấy rất là rõ ở đây nhá. Thì 48 là C, được chưa? Chúng ta đi tiếp câu hỏi 49. Theo điều 69 thì điểm khác biệt giữa luật giáo dục sửa đổi 2009 quy định là viện nghiên cứu khoa học khi được Bộ trưởng Bộ Đào tạo cho phép hoạt động phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ có trách nhiệm ký kết hợp đồng với trường đại học để tổ chức đào tạo. Thế còn trong luật giáo dục 2005 thì là khi được ai đây? A, nhà nước. B, thủ tướng chính phủ. C, chính phủ. D, hiệu trưởng. Thì xin mời các em ở câu hỏi 49. Vâng, đấy là Nga thì khuất viết ra thế là rất là nhớ, đúng không? Thì quay lại ở câu hỏi này, chúng ta thấy với câu hỏi 49 thì cho thầy cũng lưu ý em để nhớ từ khóa để sau khi đi làm. Đến câu hỏi người ta nói là gì? Cái vấn đề về thẩm quyền này này, người ta nói 2009 là gì? Do Bộ trưởng Bộ Dục thực hiện, đúng không? Thì người ta hỏi 2005 là ai? Đúng không? Có câu hỏi nữa người ta hỏi là gì? 2005 là thủ tướng thì 2009 là ai? Đấy thì thầy sẽ hỏi là ngược cái thẩm quyền để chúng ta nhớ. Nếu mà 2009 thì tôi nói nó thẩm quyền là nó là gì? Của thủ tướng chính phủ. Thì người ta hỏi 2005 là ai? Người ta hỏi 2009 ấy, đúng không? Là thẩm quyền thuộc Bộ trưởng Bộ Đào tạo, đúng không? Thế còn 2005 là ai thì chúng ta phải chọn là thủ tướng chính phủ. Tương tự người ta hỏi là gì? 2005 quy định thẩm quyền đấy là thủ tướng chính phủ. Thế 2009 là ai? Thì 2009 là Bộ trưởng Bộ Đào tạo. Thì ta đối chiếu nguyên tắc đấy ta thấy như thầy nói là gì? Câu hỏi đây câu 49 nói là gì? Là 2009 thì là Bộ trưởng Bộ Đào tạo, đúng không? Cho phép. Thế vậy là 2005 thì chúng ta ngược lại thì chúng ta thấy cái đáp án phải là thủ tướng em nhá. Thì đáp án là câu hỏi 49 này là phải là B, thủ tướng chính phủ, được chưa? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 50. Theo điều 72 luật giáo dục 2005 thì nhà giáo có mấy nhiệm vụ? A 3, B 4, C 5, D 6. Thầy xin mời các em hỏi 50.
Và bông cải trắng nhớ rất nhanh nhá, chúng ta cố gắng cách nhớ như thế và có nguyên tắc kiểu thế, chúng ta nhớ nó dễ hơn, được chưa? Tại vì thầy biết các em rất là nhiều công việc gia đình chồng con đúng không ạ, rất nhiều việc khác nữa, ta cố gắng lưu giữ làm sao nó tốt nhất để nhớ. Vâng, câu 50 chúng ta căn cứ vào điều 72 rồi. Thì chúng ta thấy luật giáo dục hàng năm thì chúng ta thấy là gì? Nhà giáo là có 5 năm nhiệm vụ em nhá. Thứ nhất là giáo dục giảng dạy theo mục tiêu nguyên lý giáo dục. Thứ hai là gì? Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. Thứ ba là giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự. Thứ bốn là không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức. Và thứ năm là các nhiệm vụ khác, được chưa? Chúng ta thấy là đây là 5 nhiệm vụ nhà giáo. Và chúng ta thấy với quyền nhà giáo thì cũng có 5, được chưa? Đấy, chúng ta nhớ là như vậy. 5 quyền, 5 nghĩa vụ của nhà giáo, được chưa? Và nếu ông cải trắng viết thế là nhớ rồi, được chưa? Chúng ta đi tiếp được chưa? Ở câu 51, đúng không ạ? Là theo điều 77 luật giáo dục 2 năm, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên cho phổ thông là A. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. B. Có bằng tốt nghiệp ở trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật. C. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. D. Tất cả năm trên đều đúng. Để xin mời các em. Và chúng ta cố lên nhá. Vâng. Nhưng mà thời điểm này thầy thấy vẫn có 240 người, chúng ta thấy vẫn theo dõi, vẫn học, cái này là rất tuyệt vời. Đúng không ạ? Rất hoan nghênh tinh thần học tập của các em. Và mọi người cố gắng lên. Rồi, cố gắng là hết sức đúng không ạ? Cố gắng thì trời sẽ thương, cô sẽ thương và phù hộ cho các em thi đỗ đợt kỳ thi này, đúng không? Khi cô đã thương thì muốn làm người thường cô cũng không cho nhá. Đấy, chúng ta cố gắng đỗ đi để đấy, thầy vẫn có lời mời các em là một bữa đi ăn nhá, và để mời khao các em, được chưa? Chúng ta cố gắng lên nhá. Đây là cơ hội rất tốt cho các em rồi, đúng không? Giờ mọi cái là thời gian địa điểm rõ ràng rồi, văn bản pháp luật, nội dung tài liệu, đấy, thầy hỗ trợ tối đa hết sức rồi. Thì với quay lại câu hỏi 51 này, chúng ta căn cứ vào điều 77 thì chúng ta thấy là với trình độ chuẩn cho giáo viên trung học phổ thông thì chúng ta phải chọn A nhá. Là có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng tốt nghiệp đại học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Thế với trung học phổ thông này nó giống như tiêu chuẩn của trung học chuyên nghiệp. Thế còn cái B thấy có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề, nghệ nhân này thì chúng ta thấy là họ đối tượng là khác, đúng không? Cái này nghệ nhân này thì họ sẽ đối tượng với chuyện về về học dạy nghề với, đúng không? Với giáo viên dạy nghề, các em rõ chưa? Thế còn với C có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng và bằng nghề của sư phạm thì đáp đây nó phải dành cho giáo viên trung học cơ sở em nhá. Như vậy chỉ có A là đúng thôi ạ. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 52 thì đâu chúng ta đây là áp dụng về từng điều lệ em nhá, từng điều lệ, được chưa? Chúng ta đi vào điều lệ mầm non trước, là đâu là đối tượng áp dụng của điều lệ trường mầm non. A. Trường mầm non và trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, nước mẫu giáo độc lập. B. Tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non. C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A cả B đều sai. Thầy xin mời các em. Xin mời các em ạ. Cảm ơn bông cải trắng hỏi. Vâng, thầy ăn rồi, hôm nay thì ăn rồi em ạ. Rồi, cảm ơn em. Vâng, bạn Việt Nguyễn hỏi tài liệu nào thì chúng ta thấy là tài liệu này dành cho cái buổi live stream ở trên trang tài liệu thì viên chức giáo dục này, thì có cách để chúng ta biết có tài liệu chúng ta nháy vào chữ file bên trái màn hình hoặc là chúng ta nháy vào tab chữ thầy đoàn dạy luật ở trên trang tài liệu này chúng ta sẽ ra thôi. Và đặc biệt cái tab đấy thì ra rất nhiều các cái bài giảng, các cái file tài liệu nhá, các em tìm tiện hơn, rất là dễ. Hoặc nghe các video bài giảng thì ta nháy vào chữ video, được chưa? Và không sao cả, bạn Nga thì khuất cũng mong các chúng ta để hiểu, muốn tại sao thầy muốn các em học là như thế để hiểu được bản chất. Còn như thầy nói để bán tài liệu thì rất dễ thôi, quá nhàn hạ, nhưng mà chúng ta thấy
làm nghề nào chúng ta phải có trách nhiệm với nó, đúng không ạ? Để đi thi mà chúng ta không làm được thì thầy rất là áy náy, đúng không? Để chúng ta thấy làm gì nó trách nhiệm thì tốt hơn, thì thầy mong muốn là như thế. Thì mong em hiểu được đó mà cố gắng để học đỗ, đó là niềm vui nhất của thầy. Như tuần trước đấy Quảng Ninh báo là thầy rất là vui, đúng không? Không có gì hạnh phúc bằng là khi các bạn đỗ, và đặc biệt có một bạn là thủ khoa của Quảng Ninh, thì thầy hy vọng sắp tới là chúng ta là cũng vậy thôi. Và Khuất Việt Phương nói khi giáo viên trung học thì có chỉ điều lệ trung học thôi, đúng không? Thi là chúng ta thấy là gì thầy nói rồi, với điều lệ trung học thì dành cho cả trung học cơ sở, trung học phổ thông em nhá, cả hai đối tượng. Còn tiểu học thì chúng ta thấy có điều lệ trường tiểu học, và mầm non thì có điều lệ trường mầm non. Chúng ta thấy đối tượng trường nào thì sẽ thi đối điều lệ trường đấy, rồi người ta cho cái giới hạn rất rõ. Thì quay lại câu này, chúng ta thấy là đáp án chúng ta căn cứ ở đây với điều lệ trường mầm non, thì chúng ta căn cứ vào khoản 2 của điều 1 của điều lệ trường mầm non, thì chúng ta thấy chọn đáp án là C, cả A và B đều đúng, đây chính là hai đối tượng nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 53. Theo điều lệ trường mầm non thì trẻ em từ bao nhiêu tuổi sẽ được nhận vào nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập? A từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi, B từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi, C từ 4 tháng tuổi đến 6 tuổi, và D từ 4 tháng tuổi đến 5 tuổi. Thầy xin mời các em. Là câu hỏi 53. Vào 53, chúng ta thấy chế độ tuổi quy định ở điều mầm non thì chúng ta thấy rất rõ nha, đáp án đây nó phải là gì ạ? Ở câu hỏi 53 này nó phải là B, với trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi sẽ là được nhận vào nhà trẻ, nhóm trẻ, mẫu giáo độc lập em nhá. Như vậy 53 là B, được chưa? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 54. Theo điều lệ trường mầm non thì có mấy quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em? A2, B3, C4, D5. Thầy xin mời các em. Chúng ta đi vào câu hỏi 54, và câu này cũng hết của phần liên quan đến phần điều lệ mầm non nhá, thì cũng ngắn gọn để chúng ta làm vào buổi sau, thì chúng ta sẽ làm kỹ hơn nhá em nhá, các nội dung này. Mời các em ạ. Và chúng ta thấy ở câu 54 chúng ta phải chọn đáp án đây là gì? Nó phải là D, 5 nhá. Chúng ta thấy căn cứ vào điều 43 đấy, là có 5 quyền của trẻ em và chính sách của trẻ em, đó là được nuôi dưỡng chăm sóc, thứ hai được chăm sóc phát triển ban đầu, thứ ba được được tham gia hoạt động phát triển năng khiếu, thứ bốn là được giảm phí các dịch vụ vui chơi công cộng, và thứ năm được hưởng các quyền khác. Đấy, chúng ta thấy với câu 54 chúng ta chọn là D, tôi giải thích như vậy. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 55 liên quan điều lệ trường tiểu học. Ở nông thôn, độ dài đường đi của học sinh đến trường không quá bao nhiêu? A 1 km, B 1,5 km, C 2 km và D 2,5 km. Thầy xin mời các em. Mời các em ạ. Vâng, chúng ta làm tạm ba câu mầm non, đã chuyển sang tiếp là của tiểu học và sau đó trung học nhá. Vâng, thì chúng ta thấy ở câu 5 này chúng ta phải chọn ở đâu? Chúng ta phải chọn là A 1 km. Chúng ta thấy liên quan đến điểm B khoản 1 của điều 45, thì đối chúng ta thấy với liên quan đến độ dài đường đi của học sinh tới trường ấy, đối khu vực ngoại thành nông thôn chúng ta thấy là không quá 1 km, đúng không? Còn đối với vùng đặc biệt kinh tế khó khăn thì sẽ không quá 2 km.
còn với liên quan đối với khu vực thành phố thị xã thì không quá 500 mét. Đấy, chúng ta thấy đáp án là câu hỏi số 55 phải là một là A 1 km để chợ của nông thôn. Chúng ta đi vào câu hỏi 56, điều lệ trường tiểu học quy định về nhiệm vị nhiệm kỳ của hiệu trưởng trong trường tiểu học là bao nhiêu năm? Để xin mời các em A 4 năm, B 3 năm, C 5 năm, D 10 năm. Để xin mời các em nhiệm kỳ của hiệu trưởng em nhé. Mời các em ạ. Vâng, chúng ta thấy câu hỏi 56 các bạn chọn C rất nhiều. Tại sao thế? Vì chúng ta căn cứ vào khoản 3 của điều 20 nó rất rõ, nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường tiểu học là 5 năm em nhá. Đấy, và sau 5 năm thì chúng ta thấy là gì? Sau 5 năm thì hiệu trưởng đánh giá có thể bổ nhiệm lại hoặc công nhận. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Như vậy câu 56 thì là C 5 năm. Chúng ta đi vào câu hỏi 57, chính là câu hỏi cuối cùng của liên quan điều lệ trường tiểu học. Nó hỏi là gì? Điều lệ trường tiểu học, học sinh vi phạm khuyết điểm có thể thực hiện các biện pháp nào sau đây? A nhắc nhở, B phê bình, C thông báo với gia đình, D là nhắc nhở, phê bình hoặc thông báo với gia đình. Để xin mời em câu hỏi 57. Xin mời các em ạ. Xin mời các em ạ. Thì 57 đây chúng ta căn cứ để trả lời, chúng ta thấy là chúng ta lấy ở khoản 2 nhá, khoản 2 điều 44 thì chúng ta thấy là nó quy định về nhắc nhở, phê bình, thông báo với gia đình nhá. Thì chúng ta thấy là câu hỏi 57 đây phải là D nhá. Đấy, 57 là D được chưa? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 58. Theo điều lệ trường trung học ta chuyển câu hỏi trung học, hỏi 58 thì hội đồng kỷ luật do ai quyết định thành lập và làm chủ tịch? A phó hiệu trưởng, B hiệu trưởng, C hội đồng trường và D các thành viên của hội đồng trường. Thì xin mời các em hỏi 58 liên quan điều lệ trường trung học được chưa? Xin mời các em ạ. Ai là người quyết định thành lập cho phép hội đồng kỷ luật sẽ do ai quyết định thành lập và làm chủ tịch? Xin mời. Ta cố lên nhá, còn mấy câu nữa thôi được chưa? Thế này chúng ta căn cứ vào điểm A khoản 2 của điều 21 cho thấy rất rõ nó nói gì, hội đồng kỷ luật do hiệu trưởng quyết định thành lập và làm chủ tịch em nhá. Thì chúng ta thấy như thấy rõ ràng ở đây đáp án ở câu này là chắc chắn là phải là gì, là hiệu trưởng rồi. Câu 58 là B được chưa em, rõ chưa, là B nhá, em nhớ là B được chưa. Còn hỏi 58 ta chọn là B. Vâng, đấy Nguyễn Thanh Mai ghi rõ học sinh sư phạm bằng nhắc nhở, phê bình và thông báo gia đình được. Chúng ta nhớ 58 thì chúng ta thấy chọn là B như thầy nói rồi đúng không ạ, nó là hiệu trưởng nhá. Chúng ta hỏi 59, theo điều lệ trường trung học thì ai người quyết định thành lập, cho phép thành lập đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là trung học cơ sở? A chủ tịch ủy ban nhân cấp xã, B chủ tịch ủy ban nhân cấp huyện, C chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh và D tất cả trên đều đúng. Tôi xin mời các em liên quan đến quyết định thành lập. Hãy subscribe.
Mời các em ạ. Vâng, 59 là cố gắng lên. Và thầy nhắc luôn, chúng ta thấy là đến câu 59 rồi, đúng không ạ? Chúng ta còn câu nữa thôi, kết thúc. Chúng ta cố gắng liệt kê, các em liệt kê các cái đáp án mà thầy đã cho chúng ta đối chiếu xem là kết quả đạt bao nhiêu câu, và chúng ta báo lại cho thầy nhá, để thầy trao cái phần thưởng. Đấy là những cái thẻ Viettel dành cho các em, đúng không ạ? Chúng ta thấy là có sẽ có một thẻ Viettel 50 và ba thẻ Viettel 20 dành cho bốn bạn có kết quả tốt nhất. Tuy nhiên trong đó thì một bạn có kết quả cao thì chúng ta sẽ lấy cái việc thẻ Viettel 50, được chưa? Vâng, em rõ chưa? Vâng, đấy thì trao đổi như thế thì chúng ta cách trung thực nhất, được chưa? Thì 59 chúng ta thấy rõ ràng rồi, chúng ta phải chọn là đây là gì, là B, chủ tịch ủy ban dân huyện, các em nhé, quy định ở khoản 1 điều 10, được chưa? Khoản 1 điều 10 của điều lệ trường trung học, chúng ta thấy là đây là chủ tịch ủy ban dân cấp huyện liên quan đến quyết định thành lập, cho phép thành lập đối trường trung học cơ sở, trung học phổ thông nhiều cấp học, cao nhất là trung học cơ sở. Thì chúng ta đi tiếp ở câu hỏi 560, câu hỏi cuối cùng. Theo điều lệ trường trung học thì cơ quan nào có trách nhiệm lập hồ sơ thành lập đối với trường trung học tư thục nhá, trung học tư thục? A, ủy ban nhân cấp xã. B, ủy ban nhân cấp huyện. C, ủy ban nhân cấp tỉnh. Và D, tổ chức cá nhân. Thầy xin mời em làm câu hỏi cuối cùng, câu 60. Và xin mời các em hỏi 60 liên quan đến thành lập hồ sơ thành lập trường trung học tư thục, em ạ. Thành lập trường trung học tư thục, các em nhớ là tư thục các em nhé. Vâng, cái này để chúng ta biết được trả lời được thì chúng ta căn cứ vào khoản A, điểm A khoản 2 của điều 11 thì chúng ta thấy rất là rõ nhá. Thì chúng ta sẽ trả lời được ở đây đáp án, đúng không ạ, với câu hỏi 60, đúng không ạ, là chúng ta phải chọn ở đây là gì ạ, là phải là đáp án ở đây phải là D, tổ chức cá nhân sẽ là gì, là có trách nhiệm để lập hồ sơ thành lập đối trường tư thục, là nhớ nhá. Thế còn đối với chúng ta thấy là với ủy ban nhân dân cấp xã phường, đấy, thì đối với trường phổ thông nhiều cấp học cao nhất trong cơ sở, ủy ban nhân cấp huyện thì đối với trung học phổ thông, trung học phổ thông nhiều cấp học cao nhất trong phổ thông, còn tổ chức cá nhân thì đối với trường học tư thục, các em nhá. Thì chúng ta nhớ như vậy thì đáp án là D là chính xác ở câu hỏi 60. Như vậy chúng ta hoàn thành sang bộ đề liên quan đến của này, giới hạn của Hà Nội mà thầy đã chia sẻ với các em, đúng không ạ? Thì với cái bộ đề nó quan điểm là nó phù hợp nhất giới hạn, và cũng trong quá trình làm thì thầy đã trao đổi hướng dẫn các em từ khóa cũng như cách nhớ các bộ đề và toàn diện như vậy. Không biết các em có trao đổi như thế, các em ok không? Và chúng ta báo lại kết quả nhá. Hiện tại như bông cải trắng báo lại là 49/60, các bạn khác thì sao? Nguyễn Hường 57/60, vâng, Nguyễn Thu là 46/60. Các em cứ báo đi, xong thầy sẽ có phần đối soát và sáng mai thầy sẽ gửi thẻ cho các em. Các em có đạt thành tích tốt nhá, bốn bạn. Và Nguyễn Thuận là 49/60, Vân Dương là 52/60, Hoàng Đắc Kỳ là 57/60, thủ khoa hết rồi, đúng không ạ? Và Mỹ Thuật Lan Ân, và chúng ta cố gắng lần sau em nhá. Và sai thì sửa mà chữa thì đẻ, đúng không ạ? Bây giờ sai nhưng thi chúng ta lại đúng sao cả, cố gắng lên. Thành Thu Hằng 55/60, đang rất nhiều các bạn đạt điểm cao, ta cố gắng lần sau. Và không sao cả. Và nhá, thì bạn rất nhiều, đúng không ạ? Này mai thầy sẽ sàng lọc và gửi kết quả cho các em. Vâng, chúc mừng các em làm kết quả rất tốt, đúng không ạ? Như vậy con em muộn rồi, và các em cứ gửi kết quả đi nhá. Và các bạn cứ tổng hợp cho nó kỹ, nó chuẩn xác nhất, và thầy sẽ dần đối soát lại cho nó phù hợp để trao giải cho người xứng đáng, đúng không ạ? Cho bốn bạn thì mai thầy sẽ công bố trên cụ thể trên trang này luôn nhá. Thì công danh sách các em nó công khai minh bạch, được chưa? Một lần nữa xin được cảm ơn các em. Giờ cũng muộn rồi, chúc các em ngủ ngon và hy vọng là các em dành thời gian để học tập cho tốt, được chưa?
Một lần nữa rất là cảm ơn các em. Chúc em mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, cố gắng lên nhá. Hẹn gặp lại các em vào thứ tư tuần tới. Còn các bạn có mong muốn đăng ký học tập các khóa học riêng của thầy trên lớp thì chúng ta nhanh chóng đăng ký trong ngày hôm nay để chúng ta hưởng ưu đãi, được chưa? Như thầy đã nói rồi. Một lần nữa cảm ơn các em. Chào các em. Bạn Nguyễn Mai có hỏi là tiểu học có không em nhá. Tiểu học thì em chỉ cần học điều lệ trường tiểu học thôi, khối nào học khối đấy. Còn chúng ta thì chung chúng ta có luật viên chức 2010, luật giáo dục 2005 và sửa đổi 2009. Còn khối nào chúng ta sẽ học điều lệ khối đấy. Mầm non thì mầm non ta sẽ thi điều lệ trường mầm non, còn tiểu học chúng ta thi của trường tiểu học, và trung học chúng ta thi điều lệ của trung học. Em rõ chưa? Và các em cần có câu hỏi gì nữa không? Và không không xóa nhá, yên tâm, cái này sẽ lưu lại mãi mãi, được chưa? Vâng, cảm ơn Mỹ Thuận đã ăn hôm nay thì được chưa? Cảm ơn các em nhá, chúc các em ngủ ngon và chúng ta giữ tinh thần học tập thật tốt nhá. Và chúng ta còn bạn nào đăng ký thì nhắn tin luôn cho thầy, bạn Huyền Trang cứ nhắn tin và sau đó thì thầy sẽ trả lời các em nhá. Vâng, các em cứ nhắn tin và bạn Hương Nguyễn cũng vậy, cứ em nhắn tin cho thầy nhá, để chúng ta để hưởng ưu đãi. Đây là cơ hội rất tốt cho chúng ta nhá, thầy muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các em. Thì các em like và share buổi live stream này tới 5 người bạn để chúng ta hưởng chính sách ưu đãi, hưởng năm được tặng học bổng 50%, chúng ta chỉ đóng 450.000 thôi, được hưởng cả khóa học rồi bộ đề toàn bộ những gì phục vụ cho kỳ thi. Một lần nữa cảm ơn các em, chúc các em ngủ ngon, được chưa? Các bạn nào còn câu hỏi gì nữa không? Vâng, cảm ơn các em nhé. Vâng, chào các em.